Để chào các em tiến tiến lùi mãi cuối cùng thầy cũng là được. Hiện tại ta đã có 6 bạn và ta chờ một chút để mọi người vào. Hôm nay ta sang buổi học kế tiếp, Friday 4. Cái server hiện nay thì có rất nhiều các bạn ở trong lớp mình, các em đã nộp được test lên trên server và lên Google Drive, sau đó thầy đã up test lên trên server. Trong lúc chờ mọi người vào thì chúng ta sẽ cùng tham quan xem một lượt tiến độ các bạn làm bài thế nào nhé. Về ta đã có Trường Sơn, rồi Huy, Vũ Huy, Chiến, Phát, Luật, Quang Minh và Thuận. Ta có 7 bạn này, ta chờ một chút các bạn vào. Ta review qua lại cái đây đây là thư mục test. Thư mục test thì thầy đã ghi ở trong cái trang chủ của cái trang nộp bài. Và đây cái số lượng test của các em nộp là rất ấn tượng. Ta có thể vào trong xem bài làm bài nộp test của các bạn. Cái bài Samurai này có hai bạn, bạn Bình và bạn Tâm nộp. Ta xem bài Chu Gíp này. Bài này ta thấy có Huy, Bình rồi các bạn khác cũng đã nộp ở đây. Đấy. Như vậy cái đường link KNC2 test mà thầy đã ghi ở trong đầu quyển sách thì các em nhớ tải, nhớ vào đấy làm xong bài, thay ngoài cái trách nhiệm các bạn nộp bài ra thì ta cần phải thực hiện thêm một đó là nộp test bài làm. Đấy. Thầy mới thay đổi lại giao diện ở chỗ nộp bài. Thì trong giao diện nộp bài thì có cái đường link của kênh YouTube. Lưu ý là các video bài giảng thầy up trên kênh YouTube là Đặng Tuấn Thành. Nên ở trong lớp mình bạn nào chưa đăng ký kênh của thầy thì hãy đăng ký kênh giúp thầy nhé. Các em đấy, có kênh YouTube của thầy đây. Các video bài thầy bài giảng ở sau mỗi buổi học thầy up lên đây. Cái file day 3 thầy đã tải về rồi nhưng mà tí nữa chắc mới up lên được. Hôm nay thầy đâu file D3 thì cái nãy vừa mới up lên rồi à? Đúng rồi, cái nãy chắc là 12 giờ trước. Ok, hóa ra thầy up lúc vào buổi trưa. Thế mà thầy khởi nhớ là thầy chưa ăn. Trời, buồn thầy quá. Đấy thì có các video bài giảng của các buổi học trước nên các em nào vắng ở buổi học trước hoặc là buổi trước các em bận chưa tập trung nghe giảng được thì các em lưu ý nhé. Ta sẽ xem lại video bài giảng trên kênh YouTube thầy vừa gửi ở trong tin nhắn. Cũng đăng nhập vào thì tài khoản của lớp ta, các em nào mà tại trong quá trình học mà các em đăng nhập không vào được thì bằng tài khoản trên hệ sinh thái số này thì các em báo lại thầy để thầy reset lại, bởi vì hôm vừa rồi thì thầy mới reset lại user và path của các bạn để nhóm theo nhóm lớp. Thì ta xem ở trên bảng ranh này, cái đây thầy tìm tên của các bạn ở trên bảng danh thì ta thấy thứ hạng của các bạn cũng bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Lớp ta là lớp KNC2. Đấy, ta có cô Nhung đang lên tốt trên này, Công Huy này, bạn Thuận này, Quang Minh này, bạn Sơn này. Đấy, KNC2 còn ai nữa nhỉ? KNC2, bạn Dự này. Đây, KCB là lớp cơ bản. Bạn Nguyên này. Thế bây giờ thầy để ý là chưa nhìn thấy phát nộp bài phát nhé. Hoặc là phát sử dụng tài khoản nào thì bà báo cho thầy để thầy reset lại mật khẩu nếu không vào được phát nhé. Cố gắng các em cái giai đoạn này là giai đoạn cần phải cố gắng một trong một khoảng thời gian mình tăng tốc tăng được năng lực của mình lên. Rồi bây giờ đã có 9 bạn vào, các bạn nào vào sau thì ta sẽ bắt đầu sau nhé. Trên đây là cái bảng tiến độ nộp bài của các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung day 4. Như đã đề cập trước, cái phần số học ta có 5 ngày, 5 buổi học để đi đôi về số học. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng là trong cái file đấy, vừa là thầy lại thấy Quang Minh nhé, nộp bài. Trong cái file bài mà thầy gửi trong file bài làm thì ta nhận thấy rằng là cái số lượng bài tập của ta nó cũng khá lớn.
Hôm trước chúng ta đang làm đến bài số bao nhiêu rồi các em? Các bạn bật cửa sổ chat ra có thể. Đấy. Ta quay trở lại, hôm trước ta đang ở bài 11 hay 12 nhỉ? Để thầy xem lại. À, hôm trước là Thuận nhắc thầy là xong bài 11 rồi. À, xong bài 11 rồi, vậy ta xong bài 11 là bài liên quan tới cho một cái số nguyên, sau đó tìm ước chung lớn nhất, sau đó phân tích số này để tích các thừa số nguyên tố, sau đó thừa số nguyên tố cuối cùng là ước nguyên tố lớn nhất của nó, ước chung nguyên tố lớn nhất. Rồi. Để nhớ cái bài này. Rồi. Ở cái bài này thì ta sẽ có thể ở đây thì chèn thêm một cái code của các bạn làm tốt ở đây. Chắc là chia thành hai cột cho nó. Bây giờ ta xem lại ở trên bảng ranh. Ở buổi trước thì thầy cũng đã gửi tặng các bạn, các em cái quyển kỹ thuật à, cái quyển phương pháp sinh. Các em nhớ là ngoài học thầy đang dạy ra thì các em nên khai thác thêm cái tài liệu thầy đã gửi nhé, để ta có thể có được cái kỹ thuật cài đặt một cách nhanh nhất. Ngoài việc mình code ra, mình có thể tham khảo thêm các cái thuật toán, các cái cách làm, các bài toán mới. Chu VIP thì như mọi người hầu hết là người ta lấy luôn cái bài chu VIP rồi. Và đây là lý bài của các bạn ở trong lớp ta đây. Thì vừa mới đổi thêm một cái mà các bạn nộp bài rất tích cực. Tích cực quá đến mức độ server của thầy nó lag. Hài lắm. Các bạn có biết bên server đang làm tự nhiên thấy nó giật 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 giật. Mà không hiểu tại sao máy của mình hôm nay nó giật thế. Hóa ra là 500 anh em đang spam máy của thầy. Ta có thủ tục đi tìm ước chung lớn nhất này theo giải thuật Euclid này. Ta có thể sử dụng hàm GCD, thủ tục phân tích số U thành tích các thừa số nguyên tố này, thủ tục đi tìm ước chung nguyên tố lớn nhất này, thuận cốt dạo này đẹp ghê, thủ tục xử lý này. Giảm lại 5 tí. Rồi, entertainment. Đấy. Đó là cái bài. Bây giờ ta sẽ sang bài kế tiếp các em nhé. Bây giờ bài toán là ta sang bài số 12. Ở bài số 12 này thì ta sẽ bắt đầu làm bài như sau. Các em kiểm tra lại giúp thầy ở trong file đề bài của các em đã có file về đề bài số 12 chưa? Các em xem lại trong file PDF của thầy đã gửi ở trong nhóm nhé. Xem các em đã có bài số 12 chưa nhỉ? À, thầy chào cô Nhung nhé. À, các bạn comment cho thầy biết là trong cái file bài tập thầy gửi các em đã có bài số 12, 13, 14, 15 cho đến tận bài 30 chưa? Đấy, ta có. Sao lạc thế nhỉ? À có rồi à, thầy à, có rồi à. Rồi cảm ơn Chiến. Ừ.
Rồi, vậy thì ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Ở trong cái bài kế tiếp hôm nay ta là bài số đẹp, bài number. Thì ở trên bài number này, trên bảng ranh của ta thì ta thấy bài number này hiện tại mới có ở một số lớp mới có một số bạn đang chấm. Và bạn cao nhất bây giờ đang là 4,9. Các bạn khác cứ mạnh dạn chấm nhé. Bởi vì test của ta đây là test nhà làm nên cố gắng cao nhất có thể là được. Vũ Huy sao lại mới chưa gì đã mệt đã quá rồi. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ các bạn nghiên cứu tiếp bài số đẹp nhé. Bài này thực sự là một bài rất hay. Cái test thầy mới cập nhật lại nhé. Cái test thầy mới cập nhật lại. Hôm trước cái test ở trong đề bài nó không chính xác. Anh ấy để thầy đi kiếm cũng được. Rồi ở cái bài số 12 này, đây là một bài rất hay và chúng ta sẽ bắt đầu luôn cả nhà nhá. Ở cái bài số 12 này thì cái cô Lisa này cô xem rằng một cái số đẹp ấy là số chỉ chứa chữ số 0. Chỉ chứa chữ số 0 và cái chữ số K. Với K là lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9. Công nhận này. Thực tế thì về giải thuật phân tích một số thành tích phân tích một số thành tổng của các số nguyên nó gọi là phương pháp quay lui đề quy sinh tổng đấy. Phân tích của một số này thành tổng của các cái số khác. Về bây giờ đề bài là người ta cho một số được gọi là số đẹp nếu mà chữ số này chỉ bao gồm số 0 và số k, trong đó k là các số nguyên nằm trong phạm vi từ 1 đến 9, tức là k nó là số có một chữ số. Cái cô Lisa này cô xem rằng ví dụ như với K bằng 2 thì với cô ấy các số đẹp là số 2 này, 20 này, 200 này, 202 này, rồi 22, rồi 220 này, 02, à 202 này, vân vân. Tức là với cô này nếu với K bằng 2 thì số đẹp với cô ấy chỉ bao gồm có số 0 và số 2. Đấy. Với K bằng 3 thì chỉ bao gồm các số đẹp là số 0 và số 3. Bây giờ với mỗi một cái số nguyên dương n cho trước thì cô ấy muốn phân tích cái số của mình thành tổng của các số đẹp. Đấy. Phân tích nó thành tổng các số đẹp. Bây giờ đề bài đặt ra là cho số nguyên dương n, hỏi xác định hãy liệt kê tất cả các cách phân tích n thành tổng các số đẹp. Vậy thì ở bài này thì ta nhận thấy rằng đây là cái lớp bài toán số học rất hay, nó nằm trong loại bài toán quay lui phân tích số ở trong cái quyển phương pháp sinh. Cái bài quay lui nó nằm ở trong phần quay lui phân tích số PTS đấy. Và cái bài này thì nó lại ứng dụng của cái bài phân tích số đấy để giải quyết bài toán này. Bây giờ của ta là với số 69 ta phân tích nó thành tổng các số tự nhiên đã. Sau đó như vậy thì về thuật toán ở bài toán này chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau luôn nhé. Trước khi thảo luận thì thầy muốn hỏi lại là bạn nào làm được cái bài number này rồi thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa làm được thì comment cho thầy số 0. Để thầy biết. Thầy nhận được rất nhiều câu trả lời, có 1, 2, 3. Thầy nhận được câu trả lời của Trường Sơn, Dự, Chiến, Thuận, Quang Minh. Và như vậy thì ta sẽ cùng làm rõ luôn cái bài này nhé. Bây giờ bài toán là cho số nguyên dương n đây quên mất thầy giáo dặn cái điểm danh, thầy chụp lại cái bảng điểm danh.
Hôm trước ta làm cái bảng Excel điểm danh nhưng mà nhiều việc quá, nên giờ ta tập trung việc chạy đã, nên là thầy chụp ảnh điểm danh luôn cho nó tiện. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện thuật toán để giải bài toán này. Để có trộn cái khung này cái. Thì bây giờ đề bài của ta là bây giờ cho số nguyên dương n, hãy phân tích n thành tất nhiên rồi Huy, ta đang học phần đề quy thần trưởng mà. Đề quy thần trưởng có thể dùng mọi thứ. Ta sẽ thực hiện cái câu bây giờ bài toán ta phát biểu lại bài toán này. Đó là hãy phân tích số nguyên n thành tổng các số đẹp, hãy liệt kê các cách phân tích n thành tổng các số đẹp. Đấy. Cái số đẹp này thì với mỗi bài nó sẽ khác nhau nhưng nói chung của nó là bài số đẹp. Đấy. Ví dụ hãy liệt kê các cách phân tích n chỉ bao gồm các số nguyên tố khác nhau. Hãy phân tích n thành tổng của các số đối xứng. Nếu như ta áp dụng phương pháp quy hành động thì ta sẽ thu được một thứ rất thú vị, đó là số lượng. Nhưng nếu mà hỏi đó là những thằng nào thì thằng quy hành động nó lại không làm được. Đấy. Vậy thì ta sẽ áp dụng phương pháp chạy bằng cơm, đây là phương pháp quay lui. Đấy. Quay lui. Vậy quay lui là gì, hay là gọi là phương pháp sinh, thì ta sẽ giải quyết cái bài toán đó như sau. Vậy thì bài toán của ta là hãy liệt kê các cách phân tích n thành tổng các số đẹp. Thì về ý tưởng thì ta sẽ lần lượt phân tích n thành tổng các số tự nhiên lưu vào mảng AI. Bây giờ ta thực hiện với mỗi mảng A, ta gọi là với mỗi cấu hình, ta kiểm tra xem nó chỉ gồm các phần tử là số đẹp hay không. Đấy. Nếu có thì đưa cấu hình đó ra. Như vậy thì công việc của mình là mình áp dụng cái phương pháp quay lui phân tích số để phân tích số n thành tổng các số tự nhiên liên tiếp. Sau đó với mỗi số n, với mỗi cái cấu hình thu được, ta kiểm tra xem nó có phải là các số đẹp hay không. Ở bài toán này, số đẹp là số chỉ số chứa số nguyên dương, chứa số 0 và số k. Ta có một cái bài số đẹp là số chỉ chứa số 0, số 4 và số 9. Thì phải, thầy nhớ có bài số 0, số 4, số 9. Thì bài này nó tổng quát lên là số 0 và số k. Vậy với cái ý tưởng đấy, ta sẽ thực hiện cài đặt thuật toán, cài đặt bài toán number luôn, và các bạn bên kia ta vừa nghe giảng vừa code luôn nhé. Các bạn thu nhỏ cái màn hình thầy đang giảng, nó thành một nửa màn hình, một nửa là code. Vậy thì ta làm đến đâu ta code đến đấy luôn nhé. Máy của thầy mỗi lần khởi động code block này mất mấy phút. Thật này, máy tính đang phục vụ cả giờ cao điểm nhưng không dám tắt. Mình trang bộ nhớ động hơi nặng. Sau khi code xong bài này thì thầy sẽ xem lại một lượt code bài làm của các bạn ở trong lớp KNC2 này để thầy góp ý về cái code bài làm của các cái bài trước đấy nhé. Ta có khoảng tầm 15 phút để góp ý, sau đó ta mới chuyển sang bài kế tiếp. Rồi ta làm cái project mới cho nó ngầu. Bài number. Có bạn bảo thưa thầy cái phương pháp quay lui nó tệ quá, độ phức tạp thuật toán của nó cao quá, sao thầy vẫn hay làm như thế? Thì thông thường thì theo các cái chuyên gia hàng đầu ấy chia sẻ rằng khi đi thi ấy, việc đầu tiên bạn phải sống tốt cái đã. Sống tốt tức là mình phải sống cái đã, rồi sau đó tốt hay khỏe hay yếu hay mập hay gầy là phải sao tính sau. Đầu tiên mình phải sống cái đã, tức là mình phải có điểm cái đã, để tránh tình trạng khi gặp một bài mà mình không có điểm bài đấy là cực kỳ nguy hiểm. Ít nhiều đi nữa mình cũng phải có điểm,
gặp phải một con máy chấm khủng, các bạn làm quay lui nó có thể lên tới 80% điểm của bài. Có những con máy với chip Xeon bây giờ RAM khoảng 32GB, ổ cứng SSD, có card hình card rời có khoảng tầm 16GB. Mà những cái con máy kiểu giống như mà cái máy server nó chấm thôi rồi. Nên các bạn sử dụng cái những cái code này là gọi là code phòng thân. Thầy hay dạy các bạn học sinh của đội tuyển thầy, đó là thầy không biết các bạn làm có thể full điểm AC được bài này bởi cách khác hay không. Nhưng các em hãy code cho thầy cách này, bởi lẽ cách này khi sinh dùng để sinh test thì test đó luôn đúng. Nhá. Và sau đó dùng cách này để sinh test và lấy cái test đó để chấm cái code kia. Các em lưu ý cho đấy. Rồi bây giờ bài toán của ta là cho số nguyên dương n, ta cần cầm một cái mảng A để lưu cái cách phân tích n ra. Cách của ta làm thì kể ra thì nó cũng hơi tệ thật, nhưng thôi không sao. Ta bắt đầu làm việc với tệp. Một số bạn có thói quen là không làm việc với tệp thì đó là điều không nên nhé. Bắt đầu từ ngay từ đầu các em làm việc với tệp, sau cuộc sống các em thật là an nhàn. Bởi vì lúc mà mình chạy chương trình mình chỉ việc xem file out là xong, lúc sửa kết quả sinh ra test khác mình chỉ sửa file out. Nói chữ ảo thì gõ ngay ảo. Lưu ý các bạn code bằng vision code thì cuối chương trình phải có chữ return không nhé. Nhiều cao thủ hy sinh bởi vì cuối chương trình không có chữ return không thì bài đấy chắc chắn. Bây giờ các bạn để ý nhé, bây giờ thầy xóa chữ return không đi, thầy ấn nút lưu, thầy ấn nút biên dịch chạy chương trình. Đấy. Chương trình nó vẫn chạy bình thường, tuy nhiên máy thầy chạy hơi chậm đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn thử kéo cái dòng warning của nó đây, xem nó có warning cái gì không nhỉ. Ừ, sao bây giờ đây nó báo cái gì không nhỉ, kiểm tra thực thi, chú ý rằng sao nó cũng chẳng một warning cái gì thế nhỉ. Output error không, warning không. Tự nhiên hôm nay nó chạy được, thôi hãy quên nó đi. Đoạn vừa rồi thầy thử các em thôi, nhưng tóm lại vẫn có return không nhé. Rồi sau khi nhập được, ta quay trở lại, ta nhìn cái test của đề bài của bài toán này. Đầu tiên ta quay trở lại bài toán của chúng ta nhé. Đề bài là dữ liệu bao gồm có nhiều dòng mà mỗi dòng chứa số tự nhiên n và k. Như vậy bài này gọi là bài multiple test, là bài gồm có nhiều test. Vậy thì khi có nhiều test thì ta sẽ thực hiện như sau. Mà số lượng test không biết, vậy thì ta có y. Chừng nào ta có cin và thằng n và thằng k thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Đấy. Thực hiện yêu cầu của bài toán. Bài toán này là ta sẽ thực hiện xử lý. Đấy, bây giờ thầy là gọi là bài này vì thủ tục xử lý mình dùng mất rồi. Bây giờ thôi thì đặt tên nó solver cho nó ngầu. Ta xử lý với bộ số nk. Đấy. Vậy thì thủ tục xử lý của mình sẽ thực hiện tất cả các cái công việc là hãy liệt kê tất cả các cái số cách phân tích số u thành các số đẹp mà có chữ cái là v. Đấy. Vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy thì việc đầu tiên là ta sẽ thử điền vào ô thứ một của mảng B, mảng A các giá trị không hoặc các giá trị nằm trong phạm vi từ a y trừ một cho đến vị trí thứ n trừ t y trừ một chia hai. Vậy thì trước đó thầy nhận thấy rằng trong cách phân tích thì cái phân tích đầu tiên của thầy có a không, cái số đầu tiên mà bé nhất thầy có thể dùng để phân tích là số một. Như vậy nhập n bằng 9 thì cách 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cho đến đấy là một cách phân tích. Thầy gọi ti là tổng số các giá trị đã phân tích khi bước đi đến bước thứ y.
Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện lần lượt phân thử điền vào ô thứ y các giá trị nằm trong phạm vi từ i trừ 1 cho đến cái giới hạn của nó. Ta thử điền vào ô đầu tiên. Vậy thì bây giờ ta có một cái thủ tục thử điền vào ô thứ y giá trị g. Thủ tục này thì ta nhận thấy rằng ta sẽ for g chạy từ cái thằng đứng trước nó cho đến khi g nhỏ nó bằng n trừ đi t trừ 1 chia cho 2. Phép toán chia cho 2 thì quy đồng mẫu số sang bên trái thì đây là có 2 nhân g nhỏ thua biểu thức này. Nhỏ thua phần dư và g cộng cộng. Thực hiện cái công việc này xong, cái ta thu được thì là các giá trị g ta có thể gắn cho thằng ai, ta gắn ai bằng g. Khi ta gắn thằng ai bằng g thì điều đó chứng tỏ thằng g ta vừa tiêu tốn mất g đồng. Vậy thì khi đấy số giá trị mình đã phân tích được tới bước thứ y bằng tổng số giá trị đã phân tích ở bước thứ y trừ 1 cộng với thằng g. Đấy. Khi đó ta đang ở bước thứ y, sau khi ta phân tích xong, nếu thằng n trừ ti trừ 1 mà vẫn còn ấy thì ta sẽ thử điền vào ô kế tiếp của mảng A. Vòng lặp for này nó dừng thì ta đã điền được các phần tử từ vị trí thứ 1 cho đến vị trí thứ y trừ 1. Vậy thì ta nhận thấy rằng tổng số tiền đã tiêu, tổng số đã phân tích là n trừ đi ti trừ 1. N, ta quên, ti trừ 1 là tổng số đã được phân tích rồi, n trừ ti trừ 1 gọi là phần dư còn lại. Ví dụ, thầy vừa đề phân tích số 10, thầy có phân tích được số 1 này, số 1 này, tới đây thầy điền số 4 rồi. Thì ở ô kế tiếp, thầy có thể điền ngay các giá trị, ví dụ như đây thầy có thể điền số 5 vào đây được luôn. Hay nói cách khác, đến ở vị trí thứ y này, thầy điền A ở vị trí thứ y có giá trị bằng phần còn lại, phần dư còn lại. Sau khi thực hiện xong công việc này, ta thu được mảng A có y phần tử. Thầy gọi thủ tục xử lý mảng A có y phần tử. So với các cái giải thuật khác thì thủ tục xử lý này nó có thêm một cái tham số đầu vào. Đấy. Ở đây thì ta nhận thấy mảng T của mình chưa khai báo, vậy thì ta cần khai báo thêm một cái mảng T nữa. Các bạn nên define cái nmax để khi khai báo mảng nhìn trông nó đẹp hơn so với việc cứ điền các số tham số 1 triệu ở đây trông nó hơi gà. Thực tế nhiều bạn học sinh đội tuyển quốc gia của thầy vẫn để nguyên thế. Sau nhiều năm tuyên truyền chống đối phản đối kịch liệt thì các bạn bây giờ define một rổ các loại bên trên, thầy cũng không biết không dùng có không biết có dùng hết hay không, nhưng mà thấy các bạn define nhiều lắm, define vòng for, define từ long long rồi define rất nhiều thứ. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện như sau. Thử điền vào ô thứ g giá trị thứ y giá trị g nằm trong đoạn này. Ta gắn ai bằng giá trị này, sau đó ta tính số lượng đã tiêu, sau đó ta thực hiện điền vào ô kế tiếp. Sau khi điền xong thì cái ô cuối cùng ta sẽ điền nốt cái phần dư còn lại vào, sau đó ta gọi thủ tục xử lý. Vậy thì thủ tục xử lý bây giờ của mình ta sẽ xử lý một mảng A có u phần tử tổng quát lên. Ở đây ta gọi thủ tục xử lý y thì y ở đây đóng vai trò là tham trị, tức là truyền giá trị vào cho hàm này. Đấy. U ở đây nó được gọi là tham số hình thức. Nó giống như cái cửa vào nhà thôi. Vậy bây giờ với một cái bài toán bình thường, thầy trò mình sẽ phải thực hiện cái công việc là đưa các phần tử trong mảng A ra. Đấy. Nhớ rằng tại thời điểm này mảng A của mình nó có y phần tử. Đấy, với tham số đầu vào là u thì vậy nó sẽ có tối đa là u phần tử. Nó có u phần tử và ta sẽ thằng ai ra. Phần thêm dấu cộng để cho nó ngầu. Sẽ đốt cái thằng AU ra. Rồi align xuống dần. Ở chỗ này là thầy sẽ n trừ 1 thằng ra, sau đó thầy sẽ thằng cuối cùng ra. Sau đó thầy xuống dòng để sinh ra cấu hình kế tiếp. Đấy. Rồi ta nút lưu, ta thử chạy cái xem chứ chỉ có báo lỗi quên khai báo chưa khai báo gì không. Ồ, sao hôm nay thầy cốt ngầu thế nhỉ? Các bạn có thấy ngầu không? Không thể báo lỗi gì. Rồi bây giờ ở trong chương trình của mình, sau khi mình khởi tạo thằng A0 bằng 1, thử T0 bằng 0, ta gọi thủ tục thử thằng Y.
Vậy thì cái quá trình này nó cứ chạy đi chạy lại với mỗi bộ số UV nhé. Vậy thì với mỗi bộ số UV ở đây thì rõ ràng thằng V của mình đây chưa được giữ. À, chỗ này cải tiến đấy. Với mantidet hay là ngoàng nhỉ? Có bộ số UV trong thủ tục xử lý này, trong vậy thủ tục thử với bộ số U và V. Được rồi. Thử điền Y với bộ số U và V. Đấy, trong đó U là có giá trị là giá trị cần phân tích là N. Rồi, là U ở đây. V ở đây có tham số dưới dạng là tham số K. Vậy thì đấy. Từ này là ngoằng nhé. Tổ chức này thì sẽ khó cho chúng ta. Không. Này thì xử lý với bộ số này. Các luôn đường này về đây chứ không chuyển tham số nhiều quá các bạn mất kiểm soát chương trình. Thầy nghĩ là để lại tổ chức lại cho đàn một tí nhé, bỏ thằng sâu vào đi. Với mỗi bộ số N và K thì thực hiện cái công việc khởi tạo lại mảng A, khởi lại tính tổng, thử điền vào ô thứ Y, sau đó thầy thực hiện sinh ra mảng A. Nếu sinh đủ một cấu hình rồi thì ta thực hiện đưa cấu hình đó ra đấy, với thế thôi. Bây giờ ta thử tệp mới xem sao. Xem thử với giá trị N. Number. Các em nào chưa nắm rõ ở bước nào thì các em sẽ comment hoặc là bật mic lên để nói nhé. Mọi người cứ chủ động. Minh Trung có hỏi tại sao chỉ chạy đến N trừ TI trừ 1 chia 2 mà không chạy đến N trừ TI. À, câu hỏi của Minh Chu rất hay. Chỗ này thầy sẽ giải thích luôn. À, chờ thầy chạy test này đã. Cho thầy giải thích luôn. Câu hỏi này rất hay. Rõ ràng ta thấy rằng thằng N trừ TI trừ 1 nó là phần dư còn lại. Vậy tại sao mình không chạy cho đến hết phần dư đó luôn mà lại chỉ chạy cho tới N trừ TI trừ 1 chia 2 thôi. Câu hỏi rất rất sắc đấy. Thầy vừa khi nãy bảo không có lỗi gì, bây giờ nó lại lỗi mịt mù rồi. À, khi chạy với N bằng 69 thì khi phân tích số 69 ra thì nó sẽ... Đây, nó báo exit code. Là vô hạn đâu rồi nhỉ? Bởi vì cái này nó ra giá trị... chưa có à? Thôi thì lấy một bộ test thôi nhé. Ví như thầy lấy số 9 chẳng hạn và số K bằng 3. À, lấy số 9, vậy ta thử quay lưu phân tích số 9 ra nhé. Khi nhập N và K xong thì cả A không bằng 0, T không bằng 1, thử điền vào ô thứ 1. Ta sẽ A, ta for G chạy từ Y trừ 1. Quên mất, lại vậy. Ở chỗ này ta sửa lại một tí nhé. Chạy từ thằng A y trừ 1. Khi nãy không biết thầy xóa xóa nào lại xóa mất cái y trừ 1 đấy. Các em có câu hỏi nào kế tiếp thì các bạn... Đây, số 9 nó bao gồm có các... Bây giờ thầy đang thử 93 nhé. Đây ta thầy đang thử phân tích số 9 thành tổng các số tự nhiên liên tiếp. Đấy, thì đây là... À, ở đây thì với N bằng 9 thì ta nhận thấy rằng cứ với mỗi pha giá trị phân tích thì ta sẽ thu được như thằng này. Đấy. Bây giờ ta quay trở lại thầy lấy một cái số, ví dụ như số... Đây, thầy lấy cái test này đi. Nhá. Bây giờ thầy đang lấy test này, chỗ này Minh Chu nhá.
Bây giờ thầy đang giả sử bây giờ thầy đang phân tích tới bước thứ y trừ 1. Thầy đã phân tích được là 1 cộng 1 cộng n. Bây giờ lưu ý nhá, n của thầy tại thời điểm này bằng 9. Các bạn comment cho thầy biết phần dư bây giờ là bao nhiêu? Sau khi phân tích thằng này xong thì phần dư còn bao nhiêu? À. Rồi các bạn nhanh chóng thầy nhận được câu trả lời của Thuận, của Vũ Huy, của Quang Minh và chắc các bạn khác cũng như vậy. Ta thấy phần dư còn lại của nó là 6 đúng không? Vậy nếu mà đây là phần dư là 6, vậy thầy điền luôn. Nếu chỗ này thầy cho for j chạy từ cái thằng đứng trước nó, tức là từ thằng 1 cho đến thằng 6 để thầy điền vào. Thì giả sử lúc này thầy điền luôn thằng 5 vào đây. Đấy. Thì theo các bạn tại thời điểm này số dư là bao nhiêu? Rồi, là 1 đúng không? Vậy thì số dư là 1, vậy thì theo tính chất đi, vậy thì ta phải điền nốt cái số dư này vào vị trí cuối là thành số 1. Vậy thì ta nhận thấy như thế này, cái cấu hình vừa vừa rồi thầy điền cái số 5 vào ấy, bởi vì mình for cho tới n trừ ti trừ 1 vào, tức là for cho đến hết phần dư, thì rõ ràng ta điền được phép điền số 5 vào, mà khi điền số 5 vào thì tổng còn lại nó chỉ là 1, vậy thì điền số 1 vào. Vậy thì ta các bạn để ý rằng cái cấu hình 1 1 5 5 1 và cấu hình 1 1 1 1 5 này là hai cấu hình này. Nếu sắp xếp theo thứ tự nó thành một dãy tăng thì nó là một cấu hình. Đúng không? Như vậy rằng nếu ta for cho nếu ta for chỗ này for j của mình mà chạy đến n trừ t trừ 1 mà không chia cho 2 ấy thì khi đó ta sẽ sinh ra các cấu hình lặp lại. Thôi ta sửa luôn ở đây nhé để các bạn xem luôn. Bây giờ thầy lấy n bé hơn một tí, thầy lấy nhờ n bằng 5 đi. Rồi bây giờ thầy sẽ không nhân không chia 2 đây nữa, thầy for như thế này nhé để ta xem có những cấu hình nào bị lặp lại hay không. Thì theo phân tích như khi nãy ta làm thì ta bắt đầu ta quan sát phải ao đây. Đấy. Và cái số 0 thì ta bỏ qua nhé. Ta có cấu hình là 1 1 1 2 1 nhá. Xong tí. Đấy. 1 1 1 2 1 là thằng này. Ở đây nó ta cũng có 1 1 1 1 2. Đấy, nó là cái thằng trên này. Cái trường hợp cộng 0 thì thôi bỏ qua nhé. Rồi trường hợp là 1 1 3 1 với trường hợp là 1 1 3. Đấy, thì khi đó cấu hình đó nó sẽ bị lặp lại. Do đó trả lời cho câu hỏi của Minh Chu một câu hỏi rất sắc là tại sao ta không chạy cho tới cho j chạy từ ai trừ 1 cho đến phần dư mà ta chỉ chạy đến một nửa thôi. Bởi vì nếu ở vị trí thứ y ta điền mà chạy cho đến hết phần dư ấy, thì ta được phép điền một số rất lớn vào dẫn đến cái phần dư còn lại nó bé. Do đó ta phải điền một cái số bé hơn bên tay phải thì dẫn đến cái cấu hình của mình nó sẽ rơi vào một cấu hình đã được liệt kê trước đó rồi nếu sắp xếp thành một dãy tăng. Hay nói cách khác cấu hình đó đã bị lặp lại. Vậy thì ta chỉ chạy đến một nửa thôi, bởi vì khi chạy đến một nửa thì ta điền phần bé vào thì cái phần còn lại kiểu gì nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng một nửa, nó sẽ to hơn thì do đó ta sẽ thu được một dãy tăng dần. Đấy, nên ở đây ta sẽ nhỏ là cho j chạy tới n trừ ti trừ 1 chia 2 nhé. Chỗ này các bạn hiểu rõ rồi chứ? Bây ta thử chạy lại để ta xem lại cấu hình của nó xem sao. Đấy, thì bây giờ ta thu được các cấu hình nó là hoàn toàn phân biệt. Rồi. À, với cách là một mình nó cũng được xem là một cấu hình nhé. Rồi, bây giờ bài toán của ta là bài toán qua đề... Đấy, xả. Thủ tục quay lui. À, cái thủ tục quay lui này, tới thời điểm này ta đã có được một cái thủ tục quay lui rồi. Thôi, có lẽ để thầy cáp thành từng phần cho mọi người dễ cốt. Thì tới thời điểm này ta mới chỉ thực hiện yêu cầu là liệt kê ra cấu hình cách các cấu hình mà phân tích số nguyên dương n thành tổng các chữ số tự nhiên nhé. Đó là bài toán gốc ta đã giải quyết được rồi.
À, sau sau khi ta giải quyết đây, thầy copy luôn cái bài tổng gốc này. Ở đây. Nhưng cái loa của thầy đang tắt sao? Đúng rồi. Các bạn nào có hỏi gì các em có thể bật mic hoặc là comment nhé. Thành tổng các số tự nhiên. Đấy, trong mọi bài mà áp dụng phương pháp phân tích tổng thành các số tự nhiên thì các bạn cứ comment, cứ code cho thằng này chạy. Nếu mà có multitest thì ta gọi thêm thằng này, còn nếu không thì các bạn chỉ chạy mỗi như thế này thôi. Thì khi đó cái của ta quan trọng nhất khi chạy ra, ta phải sinh ra được cái cách phân tích đã. Ví dụ hôm sau cái bài phân tích khác, người ta hỏi em hãy phân tích số n thành tổng các số nguyên tố khác nhau. À, như vậy thì mình for từ đầu mảng A đến cuối mảng A để kiểm tra xem mảng A chỉ bao gồm các số nguyên tố khác nhau không. Thằng nào có chứa số không, thằng nào mà có chứa mà không phải là số nguyên tố, ta bay ra ngoài luôn. Đấy. Hãy liệt kê ra các cách phân tích sao cho nó có tổng của k số nguyên tố chẳng hạn. Vậy thì bài toán quay về là đếm trong mảng A xem có đủ k chữ số nguyên tố không. Đấy. Đấy, nói thế, cần nói thế các em, thầy là nghĩ ra cái bài toán mới rồi. Hôm nào phải ra đề. Đấy, làm bảo làm cho các bạn cái đề, nhưng mà mấy hôm thầy bật quá chưa có thời gian để làm cái đề contest cho các em thi thử để xem cái quá trình các em học, các em vận dụng được kiến thức gì. Quay trở lại bài này, ta sẽ giải quyết bài toán gốc của nó. Bài toán gốc của nó là hãy liệt kê các cách phân tích n thành tổng của các số đẹp. Như vậy bài toán của ta bây giờ cần phải kiểm tra xem một số có là số đẹp hay không, đúng không? Như vậy ở phần này thì ta cần phải tổ chức một cái hàm ở bool số đẹp của một số nguyên dương u để kiểm tra xem nó kiểm tra u có là số đẹp hay không. Ở cái bài toán này, số đẹp là số chỉ, số đẹp là số chỉ chứa số 0 và số k, chỉ chứa ký tự 0 và ký tự k và số k. Số k, vì số k nó là số có một chữ số, chỉ chứa, bỏ chữ ký tự đi, số 0 và số k. Đấy. Vậy thì bây giờ cái hàm này bây giờ ta sẽ tổ chức trước. À, bây giờ ta quay xe trở lại thủ tục xử lý của mình đi. Mình xử lý thằng này chơi. Ta cho y chạy từ một, bây giờ ta sẽ duyệt qua tất cả các cấu hình nhé. Ta duyệt từ cấu hình đầu tiên. À quên, cái chỗ này là chỗ for cấu hình. Ta kệ nó đi. Bây giờ ta mới kiểm tra xem cái mảng A có u phần tử của mình có phải là chỉ chứa các số đẹp hay không. Vậy thì rất đơn giản, ta for từ đầu mảng A đến cuối mảng A. Nhớ rằng mảng A của mình có u phần tử. Và bây giờ thì ta nhận thấy rằng nếu có một cái thằng AI nào đó mà bằng phô, thì nếu có một thằng AI nào đó mà bằng số đẹp của AI nào đó mà bằng phô, thì điều đó chứng tỏ cách phân tích đó đây, thì điều đó chứng tỏ cách phân tích đó không gọi là vi phạm. Vậy cách phân tích đó là vi phạm, vậy thì ta sẽ thực hiện luôn là return ra ngoài. Đấy. Lưu ý rằng cái thằng này là void, là một cái thủ tục, nên khi return ta không return true false đâu nhá, ta return ra ngoài, tức là ta thoát ra khỏi cấu hình này, đi tìm cách phân tích một số n thành tổng các số khác, và ta lại đi kiểm tra cái dãy khác có thỏa mãn điều kiện không. Ở đây đó là ta duyệt từ đầu dãy đến cuối dãy, nếu phát hiện một thằng vi phạm thì ta bay ra ngoài luôn. Đấy. Cái câu lệnh là số đẹp của AI bằng phô, câu này thầy có thể viết lại dưới dạng là bỏ chữ bằng phô đi, thầy thêm dấu phủ định đằng trước đó. Có nghĩa là nếu AI không phải là số đẹp thì return ra ngoài. Đấy.
cái ý nghĩa của cái câu này dấu phụ định nhé. Nếu AI không phải là số đẹp thì thoát ra ngoài. Sau vòng lặp for trên, nếu AI không bị thoát ra ngoài thì không bị return ra ngoài thì điều đó chứng tỏ dãy A này chỉ chứa các số đẹp, đúng không? Chỉ chứa các số đẹp. Vậy vì nó chỉ chứa các số đẹp nên ta đưa nó ra thôi. Đấy. Ta duyệt đến n trừ 1, ta đưa thằng AI và dấu cộng ra, sau đó ta đưa nốt thằng này ra. Thầy sẽ vào cái tay đề bài là có dấu cách cho nghỉ. À, nó viết liền tù tì với nhau. Đúng. Rồi bây giờ ta lại gặp khó khăn là bây giờ đi tổ chức hàm số đẹp. Ở với mỗi bài thi khác nhau thì số đẹp nó sẽ là khác nhau. Đấy. Để kiểm tra một số có là số đẹp hay không, hôm trước người ta bảo một số được gọi là số đẹp nếu nó là số nguyên tố. Ừ, ngon. Một số là số đẹp nếu nó vừa là số nguyên tố, vừa là số đối xứng. Còn ở bài toán này, một số là số đẹp là số chỉ chứa ký tự không và chỉ chứa số 0 và số k. Đấy. Vậy thì thầy sẽ sử dụng đổi cái số u thành sâu u, thầy gọi luôn nó là su. Thầy sử dụng đổi số thành sâu, thầy sử dụng thằng toString, thằng u. Rồi. Kế tiếp nữa, thầy thực hiện luôn thằng đổi luôn cái ký tự k, cái số k của mình, thầy gọi nó là sâu k bằng toString thằng k. Lưu ý rằng tại thời điểm này, lưu ý rằng ví dụ như k của thầy bây giờ đang bằng 3 thì sau khi đổi xong thì cái sâu k của thầy nó sẽ bằng là 3. Đấy. Là dạng ký tự nhá. Và nó lưu trong một sâu. Vì sâu SK này, bởi vì trong sâu các ký tự được đánh số thứ tự từ 0 trở đi nên cái số 3 này nó nằm ở vị trí SK0. Đấy. Nên tí nữa ta sẽ mang thằng này để so sánh. Để kiểm tra xem một số có là số đẹp hay không, thầy sẽ thực hiện đi từ đầu sâu cho đến cuối sâu U. Đấy. Tức là để kiểm tra, ví dụ như số U của thầy là số 3303 này. Đấy. Thì thầy sẽ thực hiện convert nó thành là 3303. Đấy. Sau đó thầy kiểm tra xem các ký tự trong sâu này có bao gồm chỉ bao gồm ký tự 0 và ký tự 3 không. Đấy. Nên công việc của thầy là thầy convert nó sang sâu, convert luôn thằng K sang sâu. Sau đó tí nữa thầy mang thằng 3 này đi, mang ký tự 3 này so sánh lần lượt với những thằng này. Đấy. Bây giờ thầy thực hiện duyệt từ đầu sâu U đến cuối sâu U. Nhớ rằng ở đầu sâu U nó có chỉ số bằng 0. Sâu nó đánh số thứ tự bằng 0, từ 0 trở đi ở trong Pascal, ở trong C cộng cộng. Cuối sâu là ta có U.sai trừ 1. Y cộng cộng. Ở đây có một số bạn có trường phái cài đặt thì thường các bạn hãy bỏ cái y trừ 1 đi và các bạn cho nhỏ thu u. Cho y chạy từ 0 cho tới y nhỏ thu u. Còn nhỏ hơn hoặc bằng u trừ 1 cũng đúng và nhỏ thu u cũng đúng bởi vì y nguyên mà. Kiểu giống như là nhỏ hơn 10 hay là nhỏ hơn hoặc bằng 9 ấy, nó đều là như nhau. Rồi bây giờ ta nhận thấy rằng là nếu cái thằng ký tự thứ y của cái sâu u này mà bằng mà khác ký tự 0. Đấy. Khi su thứ y mà khác ký tự 0 thì ta sẽ bay ra ngoài luôn. Đây là một trường hợp vi phạm. Đấy. Và cái thằng su thứ y này, phần tử thứ y của cái sâu su mà cũng khác luôn ký tự k. Ký tự K mình ghi như này không được. Mà ta nhận thấy rằng K bây giờ của mình là ký tự K nó sẽ nằm trong sâu SK. Vậy thì nó ta so sánh cái ký tự K đang nằm ở trong sâu SK ở vị trí thứ 0. Đấy. Như vậy thì nếu ta duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu, nếu gặp một thằng nào đó mà không phải ký tự 0 và cũng không phải là thằng K thì ta return ra ngoài luôn, return false luôn. Đấy. Sau vòng lặp for này, ta chạy từ đầu sâu đến cuối sâu mà không có ký tự nào trong sâu bị vi phạm thì khi đó câu lệnh return false không được thực hiện lần nào. Vòng for chạy xong thì tức là nó nhảy xuống tới câu lệnh này thì ta chỉ được return true luôn. Đấy. Thì trên đây là hàm để kiểm tra xem một số có là số đẹp theo tiêu chí của cái ông James này. Ông này là ông
Vậy ông gì mà kêu ông gì nhỉ? Ông Lisa này. Ông Lisa, ông nghĩ là một số là số đẹp khi và chỉ khi nó chỉ chứa ký tự không và ký tự ca. Vậy thì thầy convert thằng này sang sâu và thầy duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu. Nếu phát hiện một ký tự ngoại lai mà không phải ký tự không mà cũng không phải ký tự ca thì thầy xin tự phô. Ngoài ra các em có thể có cách khác. Các em đếm số lượng ký tự không, đếm số lượng ký tự ca. Nếu tổng hai thằng này mà bằng độ dài của sâu thì đó cũng là một sâu đẹp. Đấy. Chỗ này có bạn nào có câu hỏi nào không? Xin mời các em bật mic hoặc là bật cửa sổ chat lên nhé. Rồi bây giờ ta thử chạy thử là với n bằng 9 đi, ta thử xem có cách phân tích nào không. N bằng 9 thì ta chạy ra có cái cách phân tích là 3 cộng 3 cộng 3 đúng không? Nó báo cái gì đây? Của thầy nó báo cái gì đây? Sin in u. À không phải, nhầm, cái này là su. Thầy nhận được hai comment là rồi nhất trí câu Huy là vui. Đó, chưa ghi đẹp vài phút này. Đấy, số 9 nó ra được 3 cộng 3. Bây giờ thầy lấy số 10 và số 2 thử xem có những cách phân tích nào số 10 thành chỉ bao gồm tổng của các số 2. Số 10 là 2 cộng 2. Bây giờ thầy thử lấy số 100 xem sao. Và k bằng 2 thì thầy thử xem 100 nó có, ôi 100 sợ chạy không nổi. Bởi vì cái cách phân tích này nó đề quy nó khá sâu. 100 số 1 mà chạy ra sau đó nó quay đi quay lại thì chắc là hết ngày. Các bạn chờ nó một tí. Để quên mất. Với n bằng 69 nó chạy tới khoảng tầm bằng 3 giây rồi. N 1 bằng 100 có lẽ nó thể chạy tới ra riêng. Thôi thầy cờ lâu cho nó cho nhanh. À, nó chưa thoát khỏi về, thầy thử lấy số 42 thử bao gồm tổng các số nào. Đấy. Số 42, ôi nhiều thế. Số 42 nó đưa ra được chắc là 21 số 2 này. Rồi một loạt các số 2 cộng với 10 số 2 cộng với 11 số 2 cộng với 20 này. Đấy, cộng với 22. Đấy. Như vậy thì các bạn nhận thấy chưa, nhìn thấy chưa? Đây là cách phân tích số 42 chỉ bao gồm số 0 và số 2, ta thu được các cách phân tích này. Đấy. Bây giờ cái test này đẹp thế nhỉ? Còn số 2 và số 0. Bây giờ thầy thử phân tích đây, chỉ bao gồm một số 4 nữa. Số 0 và số 4 thì xem nó có cách phân tích nào không? Không có cách phân tích nào. À đấy, không có cách phân tích nào thì CAO ra trừ 1. Đấy, tí nữa thì quên thiếu mất một trường hợp này. Ta nhận thấy rằng trong quá trình vòng lập for xử lý này, nếu vòng for xử lý này mà chạy qua mà công lơ việc đưa kết quả ra này mà được thực hiện thì điều đó chứng tỏ nó có nghiệm. Vậy thì trước khi thực hiện nó có nghiệm, thầy khởi tạo P bằng 1. Nhá. Đấy. Thầy khai báo một cái biến P là biến tổng quát của chương trình. Ở đầu chương trình, trong thủ tục này, thầy khởi tạo P bằng 0 là kỹ thuật cầm cờ các em nhé. Ban đầu thầy khởi tạo P bằng 0, thầy thực hiện sinh lần lượt phân tích số N thành tổng các số tự nhiên mà chỉ bao gồm số 0 và số K. Cứ với mỗi câu cấu hình như vậy, thầy duyệt xem nó chỉ bao gồm các số 0 và số K hay không. Nếu có thì thầy khởi tạo P bằng 1 và đưa cấu hình đó ra. Còn nếu không thì nó return ngay ở đây rồi. Để ta thử chạy trường hợp này xem nó có ra trừ 1 không? Ra 1 không? À, âm 1 không? À, nó vẫn chưa ra cái gì. Quên mất cuối chương trình. Sau vòng lặp này, nếu P của mình mà vẫn bằng 0, thì điều đó chứng tỏ cái đoạn vòng lặp for viết kết quả ra không được thực hiện lần nào, tức là vô nghiệm. Vậy thì ta sẽ xem thằng trừ 1 và thêm end line xuống dòng. Một số bạn có thói quen đặt dấu trừ 1 trong ngoặc kép như thế này là hơi thừa nhé. Nó đúng nhưng hơi thừa. Tại vì trừ 1 nó là một hằng số mà. Các bạn chỉ việc xem nó như thế này thôi. Lạc quan. Đấy, nó xem ra trừ 1.
Bây giờ thầy thử lấy số 41 và số 8 xem có cách phân tích nào chỉ có số 4 hay như không có đúng không? Không có. À, chỉ bao gồm có số 2 thì có những cách phân tích nào? Và xem lại. Đấy, bây giờ thầy chỉ có 7642 thầy chỉ bao gồm có số 3 xem có đó hay không. Ôi, số 3 để phân tích số 42 đẹp thế. Các bạn nhận đấy. Số 42 nó phân tích ra đây. 3 cộng 3 cộng 33. Đấy, như vậy đây toàn các số đẹp đúng không? Nhìn ra thấy sẽ đẹp rồi. Đó là với bộ test này. Bây giờ ta chạy lại test đề bài nhé. À, test đề bài ta là 6, 9, 3, 5, 6, 5, 19. Ở đây thì ta nhận thấy rằng có số 69 nó chạy khá lâu. Nên các bạn à, khi chạy cái test này ta chờ lâu một tí. Ta mất khoảng 2 giây. Thì nó ra cái kết quả đây. Đấy, đây chính là cái kết quả đề bài của mình. Rồi trước khi nộp bài lên trên server thì các bạn lưu ý nhớ nộp test nhé. Rồi trên đây là cái cách nha. Rồi, trên đây là giải thuật để giải quyết cái bài toán, trọn vẹn cái bài toán này. Để thầy chụp sang đây xong nó bỏ nó vào đây cho các bạn tiện quan sát. Rồi, về cáp màn hình ở đây. Theo kinh nghiệm lần này mình phải cáp màn hình bao gồm cả thầy cho nó ngầu. Khi cáp là phải cười tươi. Với cái mà thầy vừa gửi các em ở trong nhóm, các em trong nhóm Zalo các em tải xuống. Bây giờ các bạn đọc cốt chương trình và làm bài và nộp test lên trên đường link. Test ở trên đường link thì các bạn nhớ rằng là khi ta vào cái trang ilp.hoctổ ấy, ở trong cửa sổ đăng nhập ấy, thì đây, sau khi các em đăng nhập vào, đấy. Thì ở đây nó có cái chữ đây, đường link đồng bộ test lớp KNC2 thầy ghim sẵn ở đây. Em click vào đây. Đấy. Sau khi click vào đây thì ta sẽ thu được đấy, sau khi click đây thì ta thấy có đường link này, đường link test đấy. Và các em sẽ kéo thả các em vào trong thư mục đấy nhé. Sau khi chạy được cái test ở trên tạo ra được test rồi thì các em vào thư mục đấy và các em kéo thả vào đây. Các em đấy, các bạn nộp bài nộp test rất nhiệt tình đấy. Sau đó thầy sẽ tải cái test này về máy tính. À, nhưng mà thầy không nghĩ ra dùng ngay thằng Google Drive trên PC để cho nó đồng bộ thư mục này về thư mục chấm luôn nhỉ. Thế em không nghĩ ra. Rồi, cảm ơn các bạn trong lúc hướng dẫn các em thì thầy lại quên mất là thầy mới phát mới nghĩ ra được ý tưởng đấy. Nói về các bạn hãy cho em qua cái nội dung của bài vừa rồi, các em nào đang còn khó khăn thắc mắc chỗ nào, chưa hiểu chỗ nào, hơi phân vân chỗ nào thì các em đặt câu hỏi nhé. Các em có thể bật mic lên. Các em nào khó khăn trong việc đăng cốt bài làm của mình gặp lỗi thì chia sẻ màn hình nhé. Báo để thầy stop xe. Có ai có cần phải chia sẻ bài làm của mình không? Công Huy, Trường, Minh Chu, Phát. Hôm nào có dịp đi về các tỉnh, biết đâu có dịp thầy được gặp các em. Để cho mình cùng giao lưu. Thế mà thầy không nghĩ ra nhỉ. Rồi, thầy lại vừa nói đến giao lưu, thầy đã có một ý tưởng rất mới là thầy sẽ tổ chức một cái contest và thầy mời các học sinh ở trong đội tuyển của thầy giao lưu với các em, làm một cái đề thi thử online trong thời gian thực. Ý tưởng hay. Khi làm bài các em nộp bài nộp test, sau đó nộp lấy test của thầy nữa. Ý tưởng này có vẻ ổn đấy.
hoặc là sử dụng mỗi test của thầy thôi cũng được để các em thi đấu với nhau. Còn thời gian đợi thầy set up đây nhé, vì ta sẽ chọn một thời gian đẹp. Nào các bạn nào có câu hỏi nào xin mời các em chia sẻ. À, xin mời các câu hỏi của các em ở đây cái rổ chat. Minh Chu thầy thử xem của em ạ, nó vẫn ra cái sở trinh chính chính chính. Thôi Minh Chu em xem màn hình đi. Em paste code ở đây tí thầy paste ra, nó căn lề thằng Hà buồn cười lắm. Em xem màn hình nhé. Thầy bật chế độ xe rồi đấy, cứ mạnh dạn xe bài làm đi. Mọi người vừa code vừa có thể tham khảo code của bạn nhé. Rồi em lăn lại lên trên từ từ trên xuống dưới thầy xem hết một lượt xem sao. Từ từ chậm thôi. Làm giống như thầy là ChatGPT hay cái gì mà có thể đọc một cách thần tốc thế. Rồi em quay xuống chương trình chính để thầy xem lại cái. Thầy Minh Chu code có vẻ rất cơ bắp nhá. Rồi với mức bộ số n thì khởi tạo 0 d chắc là biến cập cờ rồi. À, em thiếu khởi tạo T0 bằng 0. Chỗ đó khởi tạo T0 bằng 0 nữa nhé. Cái chỗ D bằng 0 ấy, ấn Enter tụt xuống. Bởi vì T là số lượng tiền đã tiêu mà. Trước khi gọi quay lui thì ta khởi tạo T0 bằng 0 để thể hiện rằng ở bước thứ 0 ta chưa tiêu đồng nào. Đấy, biết ngay là làm việc chạy bằng cơm, làm bằng tệp và bằng tay. Nhớ là dữ liệu phải luôn ở trong file input. Nó thế đúng rồi mà. Em thử chạy test đề bài xem. Minh Chu code 2G. Cái chỗ em gắn cha K bằng K, cha của K, cái chỗ đấy hay đấy. Chỗ này phải bao ngầu đấy. Thầy convert nó sang sâu, sau đó thầy lấy thằng S0. Đấy, đứa nào vừa nhập bằng tay đấy, có muốn ăn trưởng không? Thầy đã dặn rồi, khi đi thi thời gian mình mà ngồi nhập test đi, nhập test lại ấy, mất vài giây, thì cái thằng bạn mình nó đã code xong lâu rồi. Hãy nhớ rằng bắt đầu code một dòng đầu tiên là phải là free open chứ không phải là các cái kia nhá. Với lại các bạn cũng nên thận trọng luôn là cái máy đi thi học sinh giỏi của các em ở tỉnh mình, liệu nó có cài cái ứng dụng nào mà mình hay quen dùng hay không? Có một cái nguyên tắc rất quan trọng mà khi học lập trình mà các thầy chuyên gia chia sẻ rằng đó là các bạn thi ôn luyện ở trên môi trường nào thì sẽ thi đấu ở trên môi trường đấy. Nó cũng giống như là khi các bạn tập luyện chiến thuật đá bóng ấy, mà các em tập luyện ở trên sân bê tông, ở trước cửa, giống như trước đường nhà mình có đường bê tông để tập luyện ấy, thì đến lúc các bạn ra sân cỏ, các bạn đá thì các bạn sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn. Rồi có những bạn thì bảo ôi em ra hẳn sân cỏ nhân tạo, em tập luyện, đội của em luyện tập rất nhiệt tình, thì luyện tập trên cả năm ở trên sân cỏ nhân tạo, nhưng cái sân thi đấu của cái giải đấy nó lại đá ở trên sân cỏ thật cơ, và dẫn đến chạy nó cũng bị chập choạng, và tức là trong giờ thi mình không xử lý lỗi được. Hôm vừa rồi trong một cái kỳ thi khá lớn ở gần đây thì một số các máy tính người ta cài code block phiên bản cũ, thì người ta đang sử dụng chủ yếu code theo dưới dạng C11, chưa có code C17. Một đa số các bạn học sinh bây giờ đang code dưới dạng C17, thì bây giờ quay trở lại code C11 thì gặp bỡ ngỡ, không làm được, tức là trên môi trường nó khác nhau.
Nên lúc mà Minh Chu đang chạy ra thì thấy cảm giác giống như hacker trông rất chi là ngầu, chữ chiếc chạy mịt mù, giống như đang dò mật khẩu ấy. Thì ý của thầy nói là khi mà các bạn xem ở tỉnh mình đang thi trên máy chấm thi, các em hỏi giáo viên, các thầy cô giáo viên dạy tin ở trường ấy, là trên máy tính thi ở trường của mình dùng trình biên dịch gì, thì các bạn sẽ luyện tập ở trên trình biên dịch đó nhé. Đối với học sinh của thầy thì thầy tư vấn các bạn học sinh nên làm ở trên CodeBlock. Bởi vì đi thi có mỗi trên máy mà thi học sinh giỏi tại một cái trường phổ thông mà. Ở phòng đó người ta cài mỗi CodeBlock có dùng hay không dùng, đó là quyền của thí sinh. Yeah. Người ta có cài FreeBSD nữa, nhưng mà mình đang học C thì mình không thể CodeBSD được. Rồi, code của Minh Chu như thế là hoàn toàn đúng rồi nhé. Em làm việc với tệp là nó ghi ra được kết quả thôi. Còn với cái trường hợp là nhiều test này thì ta chạy thấy ra riêng cũng không xong. Nhưng mà hình như có vẻ hơi bị thừa không nhỉ? Em thưa thầy, cái hàm check nó bị sai thì à, đúng rồi, bởi vì đây thầy thấy nó có số 1 đúng không? Vâng. Cốt nó lại đi. Có nút stop cạnh nút play ấy. Ở bên trên ấy, cái bên trên ấy. Đấy. Như vậy thì ta quay trở lại xem hàm check. Hàm check của em đâu nhỉ? À, cái đoạn check của em đâu? À, em tích hợp tất cả trong một à? À, lưu ý nhé. Ta bắt đầu làm nhá. Bắt đầu em khởi tạo source bằng rỗng. Em chạy từ 1 cho đến U. Em đổi, em nối tất cả những cái thằng này lại thành một sâu. Được rồi, ok. Em nối nó tất cả nó cái thằng này thành một sâu. Rồi sau đó em duyệt các ký tự từ 1 đến 9, em phải duyệt các ký tự từ 0 đến 9 à, nhá. Duyệt các ký tự từ 1 đến 9. Nếu có ký tự nào mà bằng ký tự K. Tại sao lại ký tự nào nhỉ? Không phải Y bằng K mà cái thằng SI bằng K. Đấy. À, SI khác K. Và SI khác không. Ở cơ chỗ của em, à, khoan nha, chỗ này sao em for Y chạy từ 1 đến 9 là... Đấy, cái chỗ for Y chạy từ 1 đến 9 thì có vẻ như là không ổn lắm. Theo thầy nghĩ là em sẽ for chạy từ... cho Y chạy từ 0 cho tới... SI.size đi. Thầy hiểu ý của Minh Chu là với một cái mảng A gồm có nhiều phần tử, em convert hết nó thành một sâu và em nối nó thành một sâu dài, đúng không? Sau đó em chạy từ đầu sâu dài đến cuối sâu dài, nếu gặp một cái ký tự nào đó mà fail thì em bay ra ngoài, đúng không? Vậy thì chỗ đặt for Y chạy từ 1 đến 9 theo thầy đề xuất là em là for Y chạy từ 0 cho tới S.size. Đấy, cái vòng for đấy em for lại là for Y chạy từ 0 cho tới Y nhỏ nhỏ hơn S.size. Rồi, khi đó nếu thằng SI, cái ký tự thứ Y của cái sâu đấy mà khác ký tự 0 và thằng SI khác ký tự K, K của em là K in hoa ấy. Rồi, thì return ra ngoài. Rồi, rồi tiếp tục xuống dưới nào. Cho Y chạy từ 1 cho đến U, ta sẽ out kết quả ra. Rồi chỗ này bật cái cờ sang biến giá trị khác đi. Trước cái vòng là for kết quả ấy. Không, trước vòng là for kết quả ấy. Không phải chỗ đó. Trước vòng for kết quả. Hoặc là sau vòng kia for kết quả được. Cho C out thằng AU online đúng xuống ấy. Đấy, em khởi tạo biến cờ bởi một giá trị khác. Bằng 1 đi, cho nó ngầu. Em đang sử dụng biến cờ là biến D à? Hay biến nào nhỉ? Rồi quay trở lại chương trình chính nhé, kéo xuống dưới. À, đúng biến D đúng không? Rồi sau chữ Q1 thì em bật Enter xuống dòng. Là nữa. Sau chỗ đoạn thủ tục quay lui 1 ấy. Phía dưới cùng ấy. Đó, enter tụt xuống. Đấy, khoan đã, nếu D mà vẫn bằng 1, à, nếu D mà vẫn bằng 0 thì CA trừ 1. Đây là chỗ đoạn cầm cờ của mình đi.
để trường hợp không phân tích được. Ví dụ như thầy cho số 10 mà chỉ phân tích ra chỉ bao gồm số 0 và số 3 thì chắc chắn là không thể phân tích được rồi. Đúng rồi, thế là nghe like nữa. Thì ghế thầy mà xoay quá. Chín bàn không? Chữ một. Rồi ta quay trở lại hàm check của mình. Hàm check của mình 93 thì vậy nó sẽ quay trở lại chỗ đoạn sinh đi. Thầy kiểm tra lại chỗ đoạn sinh lại một lần nữa nào. Quay lên trên đi. Đó nha. For u, for g chạy từ u trừ 1 2 nhân g nhỏ hơn n n n n. Quan nha. Để thầy đang định vị tên biến của em, bởi vì tên biến của em khác tên biến của thầy. Đây là thằng này rồi, n trừ đi t u trừ 1 chia cho 2 g cộng cộng, sau đó gắn a u có giá trị bằng g, rồi sau đó tăng lên số tiền đã tiêu, rồi sau đó điện là sau đó a ở vị trí thứ u thì bằng n trừ đi u, sau đó thử trai, sau đó à thằng trai yêu trai u là xử lý mảng a gồm có u phần tử, rồi lên trên phát, lên trên tiếp rồi thằng trai u thì sẽ thực hiện công việc là khởi tạo sâu rỗng, duyệt từ đầu mảng a tới cuối mảng a, convert cái thằng này sang sâu và nối nó vào sâu s, sau đó khởi chuyển k. Cái chỗ chuyển ca bằng cha của ca này không biết nó có cái chỗ ca bằng cha của ca em ở enter tụt xuống không không em để nguyên cả cái dòng đấy, xong em cuối thêm một dòng nữa rồi em cao ra cái cao ra thằng này con nhá. Bây giờ tại thời điểm này em cao thằng ca lớn ra xem nó là cái gì nào. Để xem biết đâu trong cái quá trình mình convert nó chưa sang được. Như vậy. Đấy, CL thằng K lớn nó là ký tự K chứ không phải là số K. Cái thằng cha này rất đều nhỉ. Thôi tu string đi. Nhưng mà tu string thì nó lại trả về là một một string chứ, không biết nó có trả về kiểm tra được không. Em cứ để nguyên thế nhé, em cứ thử để tra ca thôi rồi thử lại cell và phát. Không được đúng không, vậy thì sử dụng thằng string sau đó thì thế thì ok rồi. Thêm tí nữa thì em sửa lại chỗ kia là thành ca không, phần tử thứ không của ca, rồi ok xóa phần dữ liệu thừa đi. Rồi chỉ là có bộ 33333 rồi đúng không? Rồi, xóa đi phần CLK nhé. Rồi ok rồi, em thử chạy với bộ số 12 xem sao. Nhớ lắp được với tệp nhé, bởi vì cái quá trình nhập nhập đi nhập lại và chờ kết quả của mở cái ra. Rồi thử xem nó ra được như cách nào. Chắc là 6 số 2 thử 123 thì chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là lấy 22 với 2 thì nó ra những cái cách phân tích rất chi là đẹp. Khi đấy thầy thử 42 với 3 xem nó ra gì. Đấy. Rất đẹp đúng không? À, chúc cô Nhung cô sử dụng thư viện bit.stdc.h nhé. Rồi xin cảm ơn Minh Chu chia sẻ bài làm, và qua phần chia sẻ của em thì thấy em tổ chức chương trình tốt đấy, rất chi là ngầu. Rồi, xin mời cô Nhung chia sẻ giúp nếu mà chương trình mình có báo lỗi. Ôi trời ơi, cô bật ở trong đấy được, để ta thử xem. Hai mươi chấm ba bộ này.
À, rồi cô Nhung chia sẻ màn hình nhé, ta làm cho chỉ vào mà chỗ chọn bộ trình soạn thảo. À nha, cô cứ xem màn hình thôi chứ không cần phải xem tiếng, xem màn hình thôi. Nhà mình mà may quá hôm nay các bạn trẻ con. Rồi cô vào trong mục setting, từ vào setting chọn compiler, vào setting cạnh chữ help ấy. Ta lăn chuột, cô đánh dấu vào cái dòng mà have và to đấy, C11 đấy, có chữ C, có không, kéo kéo xuống dưới có chữ C. À, cái dưới khoan nhá, từ 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 để xem ở trên code block của mình đang để chờ tí xem nó ở cái dòng nào. Chờ một tí nhá. À, he và tu c 11 gnu gcc. Đấy cái bên trên gnu gcc, cái bên trên đó. À, cái đó nó đánh tích tích lại cái đó là được mà. Rồi ấn ok lại. Rồi cô biên dịch lại thử xem nó còn vào lỗi không. Từ từ. Nó vẫn báo thằng này à? Xem nào. À, chứng tỏ cái bản code block này là có vấn đề. Rồi. Thường thì bản code block mới đây, bản 20.03, bản này là mới nhất đấy nhỉ. Có khả năng bản này nó đang có vấn đề, nó chờ một tí nhá để xem trong trình biên dịch nhá. Nó chỉ code ở trong trình biên dịch. Thường thì về những cái thằng này thì nó sẽ có sẵn. Cũng giống như một số các cái bộ dịch cũ thì nó không có, để xem ở trong mình có không thay đổi cái gì đúng không. Run trên gnu main vkép. Rồi cái như vậy thì ở chỗ cô Nhung thì mình sẽ gửi lại cái bộ code block mới nhé, xong cô cài đè lên bản cũ, phát code block không cài đè. Để bật cửa sổ trang. À, cái chỗ trường chỗ Sơn có đề cập đến sử dụng thằng STD. Thằng STD mình đã dùng using namespace STD, là mình đã gom tất cả các thằng STD lên rồi thì không cần phải sử dụng cái STD nữa. Còn Thuận thì đề xuất sử dụng cái C cộng cộng 11 dưới. Rồi cô Thu Nhung thử thử check lại xem nào. Và nếu không để mình gửi lại qua trong nhóm Zalo. Zalo. Lớp này nhé. Tám chín mười. Gửi lại. Mình có blog mình còn đâu rồi. Đã tìm đến cái blog là cô Dung chờ tí gửi qua nhóm Zalo luôn rồi.
Đấy, mình đang gửi qua cửa sổ Zalo thì cô Nhung sẽ tải cái bản code block mới về và cài đè lên thoát code block và cài đè lên trên nó nhé, là sẽ được có khả năng cái bản code block kia, cái trình biên dịch đi kèm của nó, cái thằng GNU/GCC chắc là nó có vấn đề, chứ bình thường thì bụp một phát được ngay. Đấy. Rồi, như vậy thì cái bài chúng ta đang dừng ở cái bài tòa bài number này là một bài rất hay, ta kết hợp xử lý sâu, kết hợp bằng phương pháp quay lui, kết hợp bài toán xử lý khéo léo. Nhưng nói chung của cái bài toán này ấy, nó vẫn là bài toán là ta sẽ áp dụng phương pháp phân tích số để quay lui phân tích số để đưa ra phân tích số này thành tổng các số tự nhiên lưu vào trong mảng A. Sau đó ta kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện không. Nếu nó thỏa mãn điều kiện là số đẹp. Ở các đề thi khác thì cái hàm số đẹp này là cái ông Dêm, ông Giang, ông Diếc gì đấy, ông sẽ định nghĩa nó là số khác. Nhưng vậy thì nói chung là ta sẽ tổ chức một hàm để kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện không. Nếu có thì thực hiện yêu cầu của đề bài. Đề bài có thể là yêu cầu đếm, đề bài có thể yêu cầu là liệt kê, rồi hoặc là cập nhật giá trị tốt nhất, thì khi đó mình cứ làm tương tự nhé. Rồi, đó là bài số đẹp này. Bây giờ ta có khoảng tầm ôi thôi to rồi, cả nhà chờ tí để mình, sao chưa làm gì mà đã đến 9:30 rồi nhỉ, cả nhà chờ tí vẽ thời gian. Trời ơi. Mai ta vừa mới tua được bài sao đã hết giờ rồi nhỉ, có khả năng hôm nay bọn con nhà thầy nó đi vắng lắm mà thầy thấy thời gian nó trôi nhanh quá. Và ta tua nhanh một tí các bạn nhé, để ta tăng tiến độ làm bài lên một tí. Như vậy thì vừa rồi ta đã giải quyết được xong cái bài toán phân tích số, trong đó dựa vào cái bài toán phân tích số, bài toán gốc. Sau đó ta chuyển sang cái bài toán đó là với một cấu hình thu được, ta kiểm tra xem nó chỉ bao gồm các số đẹp không. Đấy, mỗi thế thôi. Bây giờ ta sang làm bài kế tiếp, bài số 13. Đây mới là bài hay hơn nữa. Rồi mọi người, ta sẽ tạm dừng lại cái ở bài kia nhé, để ta dành thời gian trước về thuật toán trước. Để ta nhớ ra, ta lưu ý rằng trong khung chương trình của mình ấy, phần số học này thì ta chỉ có mỗi 5 năm tiết thôi, 5 năm buổi học thôi. Sau đó ta phải nhanh chóng chuyển sang các cái chuyên đề phía sau nó cực hay, là chuyên đề về quy hoạch động, chuyên đề về đồ thị, chuyên đề về xử lý sâu nâng cao. Trong đó có những cái hàm, các thủ tục, các loại cây phía sau nó rất hay. Còn các cái bài tập mà cho đến bài số 30 này là các bài tập làm thêm, thì chúng ta sẽ phải chủ động làm, nộp test lên trên đường link của nhóm. Sau đó ta sẽ tổng hợp test của mọi người và test của thầy để sẽ chấm bài của các em nhé. Đấy, chứ ta không để lãng phí mấy chục bài này, là nó phần luyện rất nhiều kỹ năng hay về số học. Và trước đây thì qua vài bài tập vừa rồi thì các em cũng mở mang ra được rằng các bài tập về số học không chỉ đơn giản là ôi số nguyên tố rồi cho một số tìm số đảo của nó, mà bây giờ số học của nó bao gồm kết hợp các cái loại kỹ thuật cài đặt hiện đại để giải quyết bài toán đấy. Rồi bây giờ ta sang bài kế tiếp, bài tổng hai số, bài số 13. Xin mời các em tập trung, ta sẽ giải quyết nhanh bài toán này nhé. Bài toán số 13. Bài toán số 13 nhé. Rồi bây giờ mọi người để nghiên cứu đọc nhanh bài về số 13, sau đó ta sẽ
Vậy thì sau khi đọc bài số 13 này thì mọi người mới thấy cái bài này nó ngang như cua đúng không? Vậy thì tại sao nó lại ra được cái dãy số này? Sau đó tại sao nó đưa ra được thằng này? Vậy cái test này có phải là test duy nhất hay không? Vậy thì ta sẽ bắt đầu phân tích bài số 13 nhé. Trong khoảng thời gian còn lại thì ta sẽ cố gắng đánh chiếm một số các bài toán hay ở phía dưới. Còn một buổi về số học nữa thì ta sẽ cố gắng đánh chiếm càng nhiều các bài tập hay ở phía sau càng hay, càng tốt. Tuy nhiên thì nhiệm vụ của các bạn là tới thời điểm này ta đang làm bài số 12 thì ít nhất phải nộp đủ được 12 bài lên server nhé. Rồi ta quay sang bài toán bài tổng hai số. Tóm lại cái ông Jim này ông có n quân bài. Quân bài thứ y thì ghi số nguyên là ai. Bây giờ ông trải các lá bài này thành một dãy sao cho tổng cực đại. Ở đây người ta có cái khái niệm dạng này rất rất hay nhầm lẫn chỗ này. Tổng cực đại các cặp số cạnh nhau là nhỏ nhất. Đã cực đại lại còn là nhỏ nhất. Cái từ này nó khá hay nếu mà các bạn tiếp cận nó rồi. Vậy thì bây giờ ta đặt lại câu hỏi xem nó là cái gì nhé. Rồi bây giờ cho n và cái dãy số này và dãy số 23 79. Vậy thì ta nhận thấy như thế này: với dãy số n bằng 4 và cái dãy gồm có 4 phân tử phần 2, 3, 9 và 17. Thì bây giờ thầy sẽ thực hiện tính tổng các phần tử liên tiếp của nó nhé. Tổng hai phần tử liên tiếp đứng cạnh, tổng hai số đứng cạnh nhau thì thầy sẽ thu được là 2 cộng 3 bằng 5 này. Đây thầy lấy thằng này cộng với thằng này để zoom to lên tí để các bạn xem. Thằng này cộng với thằng này bằng 5 này. Thằng này cộng với thằng này là 12 này. Thằng này với thằng này là cộng thằng này là 26 này. Đấy. Bây giờ người ta hỏi tổng cực đại của cặp số đứng cạnh nhau. Vậy thì người ta hỏi trong các thằng này thằng nào là tốt nhất? Vậy thì ta trả lời thằng 26 là thằng tốt nhất. Đấy, như vậy ta có được thằng 26. Nha. Rồi tương tự như vậy với cấu hình kế tiếp. Bây giờ cũng là 2, 3, 9, 17 nhưng mà cái số 17 được đảo ra được trước. Thì bây giờ mình lấy hai thằng đứng cạnh nhau, ta có tương tự, ta có 2 cộng 3 bằng 5. 13 cộng 17 sẽ là bằng 20. Các bạn thấy khả năng cộng toán học của thầy thần thái nhau. Rồi các bạn chờ thầy một tí nhé để thầy share lại đông nhỉ. Các bạn thấy share lại screen. Rồi kế tiếp 17 cộng với 9 bằng 26. Rồi. Như vậy tổng cực đại của các cặp số liên tiếp của cái hoán vị này là bằng 26. Đấy nên nó đưa ra được số 26 này. Yeah. Rồi tương tự như vậy với cấu hình 2, 9, 3, 17 thì ta có tổng cực đại của nó là 2 cộng 9 bằng 11, 3 cộng 9 bằng 12, rồi 3 cộng 17 là 20. Đấy, các bạn thấy thầy cộng rất chi là ngầu. Trong các giá trị này 20 là giá trị lớn nhất, là lớn nhất ở thằng này. Được chưa? Tương tự như vậy với cấu hình này 29, 13, 7 thì lại thu được các cấu hình là 2 cộng 9 bằng 11, 9 cộng 17 bằng 26, 13, 17 cộng 13 bằng 20. Cái ta thu được là thằng 26 này là thằng lớn nhất. Vậy thì đây 26 lớn nhất. Đấy, ta giải thích tại sao nó có cái dãy kỳ quặc này đây nhé. Tương tự như vậy ta sẽ có cái này là 19, 13 và 17 với 3 là 20, 3 với 9 là 12. Trong các cái tổng cặp liên tiếp này, cặp có tổng cực đại là 20. Đấy. Có giá cái tổng giá trị cực đại là 20. Rồi tương tự với cái cặp này, ta có 2 cộng 17, ta có 19. 19, 17 cộng đấy bằng 26. 3 cộng 9 là 12. Thì tổng cực đại của nó tại thời điểm trong 3 thằng này thì thằng lớn nhất là thằng này.
Tương tự như vậy với thằng này. Như vậy ta thu được số 26 này nhé. Rồi về, bây giờ ta tiếp tục với cấu hình 12, 17, 2, 3, 9. Thì ta có 17 cộng chia 2 bằng 19. 2 cộng 3 bằng 5. 3 cộng 9 bằng 12. Đấy. Và giá trị tốt nhất tại thời điểm này là 9. Đấy. Như vậy thì thầy là 19 vậy thằng này. Thì trong các cái giá đề bài người ta hỏi là trong các cái giá trị lớn nhất này thì thằng nào bé nhất? Và ta trả lời rằng là thằng số 19 này là bé nhất. Đấy. Thằng 19 này là thằng bé nhất. Đấy. Người ta hỏi trong các thằng lớn nhất của các cặp này. Đây, lớn nhất của từng cặp. Thì nó so sánh số này. Đấy, các số tô đậm này với nhau. Và nó kết luận rằng số 19 là số bé nhất. Đấy. Và cấu hình để đưa ra được số 19 bé nhất này là số 17, 2, 3, 9. Bài này có thể có cách làm khác tốt hơn. Nhưng ta đang đề cập đến cái việc là cho một dãy số, ta liệt kê các hoán vị của dãy số đó. Vậy bài toán này là bài toán quay lui sinh, phương pháp sinh hoán vị. Nhá. Phương pháp sinh hoán vị ở bài trước ta cũng đã đề cập đến. Vậy ở bài này thầy muốn khắc sâu kiến thức của các bạn hơn nữa về cái phương pháp sinh hoán vị. À, tới thời điểm này bạn nào có cốt được phương pháp sinh hoán vị rồi, các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được phương pháp sinh hoán vị thì các bạn comment cho thầy số 0. Rồi, thầy đã nhận được câu trả lời của Thuận và Vũ Huy là phương pháp sinh hoán vị của Thuận và Huy đã cốt được. Xin mời các em khác cho thầy biết. Trường Sơn, Minh Chu, Ngọc Dự, Quang Minh, Phát. Phát dạo này sống thấy online nhưng mà thấy kiểu rất hướng nội nhé. May quá vừa nhắc xong Phát mà không trả lời thầy tưởng ngay là con rể. Rồi, thầy thấy các bạn đã có bà Trường Sơn, Minh Chu, Ngọc Phát, cô Nhung, bạn Vũ Huy và bạn Thuật đã có được sinh hoán vị. Có Quang Minh chưa? Vậy các bạn khác còn ai nữa nhỉ? Luật, em đã có được phương pháp có được sinh hoán vị chưa? Luật chưa? Chiến thì sao nhỉ? Rồi vậy thì ở đây thì đằng nào thì ta cũng cần một cái cốt để ta sẽ áp dụng cho cái bài toán này. Thì trước khi cốt cho bài toán này thì ta sẽ thực hiện nêu ý tưởng của bài toán trước. Các em lưu ý video bài giảng thì thầy cứ áp ở sau các buổi học nhé. Sau các buổi học thông thường thì sáng hôm sau thì thầy sẽ áp video lên. Bởi vì cái hệ thống dạy mãi này nó burn project hơi lâu. Nó không giống như Zoom của mình là ghi học xong cái nó ghi luôn. Mà nó ghi trên server của nó, sau đó mình mới tải về, sau đó mình mới up lên. Nó có cái hệ thống quản lý lớp học để cho các bạn vào xem nhưng mà thầy chưa biết cách dùng. Nên thôi thầy cứ up lên kênh YouTube cho nó tiện. Đây thầy tí, thầy copy lấy. Rồi về ta bây giờ ta quay trở lại bài toán của mình. Bài toán của chúng ta bây giờ sẽ thực hiện yêu cầu là với mỗi dãy số ý tưởng của thuật toán của mình là với mỗi hoán vị lần lượt sinh ra các hoán vị của dãy số. Với mỗi hoán vị ta đi tính tổng cực đại của hai phần tử liên tiếp lưu vào S chẳng hạn.
Đấy. Khi đó nếu sau đó nếu S của mình mà bé hơn thằng Z, trong đó Z là kết quả của bài toán. Khi S bé hơn Z thì điều đó chứng tỏ rằng là tổng cực đại của cái cấu hình này nó bé hơn thằng Z, như vậy cái thằng này mới là thằng tốt hơn. Thì ta sẽ thực hiện vài việc. Việc thứ nhất đó là ta cập nhật lại là tổng cực đại bé nhất mà mình thu được của cấu hình này tại thời điểm này là S. Việc thứ hai là mình phải lưu cấu hình sang cái mảng D, mảng DI, để ta đưa cái, để sau khi thực hiện xong thì ta đưa cái cấu hình này ra. Đấy. Khi đó ở chương trình chính, sau khi thực hiện xong thì ta sẽ, ngoài việc đưa trọng số là thằng Z ra, thì ta phải đưa cái cấu hình cuối cùng tìm được ra. Trên thực tế thì mình có thể có nhiều cách lưu, nhưng mà cái cách đơn giản nhất là ta lưu cấu hình đó ra. Ở trong cái phần cấu trúc dữ liệu nâng cao, trong khi ở trong cái phần học sau, thầy có sẽ giới thiệu với các bạn cái thằng priority queue, cái hàng đợi ưu tiên, để sử dụng lưu nghiệm cho các bài toán phương pháp sinh cực kỳ lợi hại nhé. Cái đó nó ở phần sau phần cấu trúc dữ liệu, khi đó ta sẽ quay trở lại một số bài tập phương pháp sinh, nhưng mà không phải sinh về số học nữa, thì các bạn dùng nó cực cực hay luôn. Ví dụ như thế này, ta ví dụ như ta áp dụng bài toán này, người ta yêu cầu là hãy xác định một cấu hình mà sao cho tổng thu được là nhỏ nhất. Là bài này là khá đơn giản. Nhưng bây giờ người ta lại hỏi là hãy liệt kê tất cả các cấu hình để thu được tổng là nhỏ nhất. Thì các bạn sẽ nghĩ ngay rằng bước 1 các bạn sẽ quay lui, sẽ sinh hoán vị để thu được cái thằng trọng số này. Bước thứ 2 các bạn lại phải quay lui sinh lại cấu hình này, sau đó mình lại tính trọng số thằng nào mà bằng thằng này thì đưa nó ra. Trên thực tế thì mình không cần thiết phải như thế. Mỗi lần mình sinh ra được thằng nào, trước khi mà mình thằng cập nhật nó vào ấy, thì mình put nó vào priority queue, thì cái thằng tốt nhất nó sẽ nổi lên trên, và những thằng tốt bằng nhau nó sẽ đứng cạnh nhau. Đấy. Và khi mình lấy kết quả những thằng tốt bằng nhau thì mình chỉ việc gấp ở bên trên priority queue ra là được. Thì mình sẽ đưa ra được tất cả những cái cấu hình mà có cùng trọng số với nhau. Đó là ý tưởng sử dụng priority queue để kết hợp với phương pháp sinh, tức là sử dụng cấu trúc dữ liệu đấy. Rồi nói nôm na thế thôi, ta quay trở lại bài toán, không phải tí nữa hết bây giờ. Rồi về với ý tưởng của bài toán này, thầy trò mình sẽ thực hiện cài đặt nhanh bài toán nhé. Thầy cóp lấy cái thằng này để tí nữa. Làm trong bài thi các bạn làm project nào thì các em mở project đấy, để tránh tình trạng sửa cốt một bài lại chạy một bài khác. Cái tình trạng đó khá phổ biến. Cái bài này tên nó là gì nhỉ? Sam Tu, đứa nào đặt tên chán đời thế? Tổng hai số đặt tên là Sam Tu. Rồi. Bắt đầu phát phải vào làm việc với tệp ngay. Rồi thích làm thì làm, đúng không? Rồi bây giờ ta thực hiện cái phương pháp sinh hoán vị. Rõ ràng việc sinh hoán vị của mình, ta có hai kỹ thuật để cài đặt sinh hoán vị. Trong đó cái kỹ thuật cài đặt đơn giản nhất là kỹ thuật cài đặt theo cái tư tưởng là ta lật ngược cái cứ với mỗi số ở vị trí thứ y, ta điền giá vị trí từ ai cộng 1, gọi là gì nhỉ? Tìm phần tử đầu tiên chưa đạt giá trị tốt nhất, thay nó bởi một giá trị tốt nhất cộng 1, tăng nó lên và thay đổi, thay tất cả các phần tử đứng, sau đó tăng lên một đơn vị. Nhưng khi ta cài đặt với phương pháp quay lui thì ta nên cài đặt nó dưới dạng quay lui luôn. Ta nhận thấy rằng với mỗi hoán vị thì các phần tử được chọn hay không chọn là tập của gồm có các phần tử từ 1 đến n. Do đó thầy sẽ sinh nó vào trong một cái mảng B. Thầy sẽ sinh nó vào một mảng B. Thầy sử dụng một cái mảng free để lưu xem các số tự nhiên trong phạm vi từ 1 đến n đã dùng chưa. Khi đó thầy sẽ thực hiện cái công việc thầy thử tất cả các giá trị nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Đấy. Và thực hiện yêu cầu. Thầy sinh nó vào trong mảng B mà. Thầy đang sinh hoán vị, thầy lưu vào mảng B. Khi đó thầy gắn BI bằng G. Đấy. Khi thầy gắn BI bằng G thì điều đó chứng tỏ thằng G đã bị sử dụng rồi.
thì thầy gắn free của G bằng for. Đấy. Sau đó thầy thử điền vào ô kế tiếp. Khi thằng G đã được dùng rồi thì ở ô kế tiếp nó không được dùng nữa. Thì khi đó ta nhận thấy rằng nếu thằng free của thằng G mà bằng true thì ta mới thực hiện yêu cầu của bài toán. Thì ta mới thực hiện yêu cầu của bài toán là gắn G bằng B, BI bằng G và đánh dấu G, G đã được sử dụng. Sau đó ta điền đầy đủ cấu hình đấy và đưa cấu hình đấy ra. Đấy. Ở đây thì ta nhận thấy rằng là nếu Y của mình mà bằng N thì ta gọi thủ tục xử lý. Nhớ rằng thủ tục xử lý phải có đặt cặp giống ngoặc nhé. Ngược lại thì ta sẽ điền vào ô kế tiếp. Đấy. Điền vào ô kế tiếp. Nếu đã điền đầy vào đầy đủ ô thì vào ô kế tiếp. Sau khi điền vào ô kế tiếp xong rồi, điền xong ta thu được cấu hình thì ta phải thu lại để ta thử điền vào ô kế tiếp cái phần còn lại. Do đó G của mình phải được giải phóng. Do đó thầy gắn free G được giải phóng để nó tham gia vào cấu hình kế tiếp. Sau khi thực hiện cái đoạn trên xong là ta xong rồi. Thử điền vào các giá trị ở ô thứ Y, các giá trị G nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Nếu ở vị trí, nếu thằng Y, thằng G chưa được dùng thì ta dùng nó gắn vào vị trí thứ Y của mảng B. Khi ta đã điền đủ N phần tử thì ta sẽ đưa mảng B ra. Về thủ tục xử lý, mình sẽ thực hiện cái công việc tổng quát đầu tiên là cho Y chạy từ 1. Vũ Huy cười cái gì nhạt thế? Ồ, quá ngầu. Tốt đấy. Y nhỏ hơn hoặc bằng N. Bởi vì mảng của mình có N phần tử mà. Và thực hiện yêu cầu là xe out cái mảng BI ra. Đó, sau ta xe out airline ra để xem nó ra cái gì. Bây giờ thì mình thử xây in số nguyên dương N. Sau đó thầy thực hiện phủ cái mảng. Phủ mảng thì ta nhận thấy rằng vì mảng này nó chỉ có N phần tử nên có một số bạn hay sử dụng cái thằng mem set, nhưng mà thầy thì không thích lắm. Thầy thường là mảng của mình có bao nhiêu phần tử thì mình phủ bấy nhiêu thôi. Cần gì phải mem set cả một cái không gian từ đây có tới 1 triệu phần tử như thế. Cho Y chạy từ 1 đến N, Y cộng cộng. Và ta gắn F của vị trí thứ free của thằng Y bằng chu, thể hiện rằng các phần tử trong phạm vi từ 1 đến Y chưa được sử dụng. Sau đó thầy thử điền vào ô thứ 1 các giá trị nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Nếu thằng đấy chưa được dùng thì ta sẽ điền nó vào trong mảng B. Khi ta điền đủ N cấu hình thì ta đưa cấu hình đó ra và sau đó sinh ra cấu hình kế tiếp. Đấy. Rồi bây giờ ta thử chạy chương trình xem sao. Làm việc với tay luôn nhá, tuyệt đối không chạy bằng cơm nhá, chạy bằng tay nhá. Việc chạy bằng tay là nó rất chi là kiểu chuẩn nông thôn mới ấy. Nên cả nhà lưu ý làm việc ngay với tay ngay từ đầu. Ví dụ như thầy cho N bằng 4, vậy thầy thử xem các đồ hán vị của 4 nó sẽ là cái gì. Nhớ tại thời điểm này ta chưa thêm file out vào trong project nhé. Một số bạn new luôn cả file out, làm việc dư thừa không cần đâu. Bởi vì khi chạy chương trình tự nó sinh ra file out mà. Nó báo là voice xử lý chưa có. Voice xử lý. À đây xử lý đây nó không có chữ U. Vì nó không có tham số đầu vào. Đấy, và bây giờ ta nhận thấy là file AZ của mình đã có đây rồi, thì mình nhấn chuột phải chọn add file. Mình chọn file out, chọn nút OK, open, nút OK, mở nó ra. Đấy, ta thấy rằng đây là các cái hoán vị của các số tự nhiên từ 1 đến 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, rồi vân vân, mây mây. Đấy, ta sẽ lần lượt sinh ra các cái hoán vị đây. Các bạn thấy hoán vị nó đẹp không? Đấy, vậy thì ta nhận thấy rằng hoán vị bây giờ nó đóng vai trò là mảng chỉ số. Bây giờ các bạn quan sát nhé. Đây là mảng B của thầy. Nhá. Bây giờ thầy cho mảng A của thầy giá trị là 4.
25. Thì các bạn hãy cho biết với cấu hình mảng B như thế này thì mảng hoán vị của thầy A' là gì? Nhá, thầy nhắc lại, đây là mảng B của thầy, là mảng chỉ số các phần tử được chọn tương ứng với vị trí thứ y là 1, 3, 2, 4. Với mảng A ban đầu là 4, 1, 2, 5. Hỏi mảng hoán vị thầy thu được là gì? Các bạn bật cửa sổ chat giúp thầy. Xin mời các em. Nhá, thầy gấp thằng này lên đây cho mọi người cho dễ nhìn. Đây, mảng A là mảng chứa giá trị số của thầy ấy, là mảng 4, 1, 2, 5. Mảng B là mảng chỉ số. Đây là thứ tự các phần tử thầy sẽ chọn trong mảng A. Bây giờ hỏi mảng A phẩy sau khi chọn theo thứ tự này thì thầy sẽ thu được các số nào? Xin mời các bạn comment. Thầy thu được hai kết quả giống nhau. Các bạn khác? Xin mời các em chủ động. Mạnh ra lên. Các bạn trả lời tí nhé. Rồi, các bạn lấy đi để thầy ép. Không biết thời gian tối đa được bao nhiêu. Chứ không tí nữa. Đang cốt loại bay màu chán đời. Rồi thầy thấy rằng có câu trả lời của Minh Luật, của Sơn, rồi Vũ Huy và Thuận. Và thầy tin chắc rằng các bạn khác cũng nhận thấy rằng với chỉ số B bằng 1, tức là nó chọn thằng tử A1, như vậy nó chọn số 4. B bằng 3 thì nó chọn thằng B A3, nó chọn số 2. B bằng 2 nó chọn thằng số 1, đây là 2. B bằng 2 tức là nó chọn thằng A2 là thằng số 1. Và cuối cùng là B bằng 4 thì nó chọn thằng A4 là số 5. Như vậy thì ta thu được là 4, 2, 1, 5. Và đây là 4, 1, 2, 5 và 4, 2, 1, 5. Vậy ta thu được một hoán vị. Vậy thì ta nhận thấy rằng thằng này, thằng mảng A của mình thu được đó chính là A của B ở vị trí thứ y. Đúng không? A của B ở vị trí thứ y. Đó chính là một, là cách lấy một phần tử từ mảng chỉ số này. Đấy, từ cơ sở đó ra thì ta nhận định với rằng BI nó chỉ là mảng chỉ số. Ta quay trở lại bài toán của chúng ta. Bài toán của chúng ta là ta sẽ thực hiện tạo ra cái mảng hoán vị này trước đã. Đấy, muốn tính được thằng này thì phải có mảng hoán vị đúng không? Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc là như sau. Thầy sử dụng luôn một cái mảng C. Dăm ba kiểu tiện thể, ta khai báo luôn một cái mảng C. Lưu chính là cái mảng A phẩy khi nãy ấy. Thì thầy gắn mảng C ở vị trí thứ y bằng A của BI. Đấy. Và đây như các bạn nhận thấy rằng A của BI đó chính là cái phần tử của theo đúng thứ tự của cái cấu hình người ta chọn. Vậy thì mảng C này chính là mảng A phẩy khi nãy. Tới thời điểm này ta thu được mảng C là một mảng hoán vị. Đề bài người ta hỏi là mảng hoán vị này có thỏa mãn điều kiện mảng hoán vị này có tổng các cặp liên tiếp là bao nhiêu? Tổng cặp liên tiếp lớn nhất là bao nhiêu? Vậy thì thầy khai báo một cái thằng S thì bởi một cái giá trị vô cùng bé để vì ta đang đi tìm giá trị lớn nhất mà. Thì bây giờ thầy thực hiện là duyệt từ đầu sơ mảng cho đến cuối mảng gồm có n phân tử. Nhớ rằng bây giờ ta đang duyệt trên mảng C nhá. Mảng C chính là mảng A phẩy của mình ấy. Và thầy thực hiện, thầy không muốn thực hiện về chỉ số BI ở đây, bởi vì tí nữa thầy có nhu cầu chọn hai thằng liên tiếp. Nếu mà mình thay đổi chỉ số ở đây không khéo léo ấy thì nó sẽ bay màu ngay, bởi vì A thằng BI và BA thằng BI cộng 1 là nó sẽ hai thằng khác nhau. Đấy. Vậy nên thường thầy sẽ put nó vào trong mảng C. Tóm lại, thầy thu được một mảng hoán vị. Còn hoán vị này nó dùng để làm gì thì đó là câu chuyện khác. Ở bài này thì ta có ở hoán vị này thì thầy cho mình sẽ thực hiện là duyệt từ đầu hoán vị đến cuối hoán vị. Thì ta gắn sẽ S thì sẽ bằng max của S với cái thằng là C ở vị trí thứ y cộng với CI cộng 1. Bởi vì ở đây thầy for cho tới CI cộng 1 nên y ở đây thì thầy chỉ cho chạy tới N trừ 1 thôi. Khi đó S của mình là ta sẽ thu được tổng lớn nhất, tức là tổng lớn nhất trên một cấu hình nhé. Sau đó thầy nhận thấy rằng là nếu theo ý tưởng thuật toán của mình ấy,
Nếu tổng này mà nhỏ thua, mà lớn mà nhỏ hơn thằng Z. Nếu tổng này mà nhỏ hơn Z thì chứng tỏ tổng này mới là cấu hình tốt nhất. Vậy thì thầy thực hiện gắn Z bằng cái tổng này để lưu trọng số. Và thầy thực hiện duyệt từ đầu mảng C cho tới cuối mảng C và thực hiện yêu cầu là thầy lưu cái phần tử trong mảng C, tức là lưu cấu hình này vào trong mảng D. Các bạn tuyệt đối không được có câu lệnh gắn D bằng C nhé. Tuyệt đối không bao giờ được gắn hai mảng trực tiếp với nhau nhé. Khi các em gắn hai mảng trực tiếp với nhau, tức là các em gắn hai vùng nhớ với nhau. Nmax các bạn khai báo 1 triệu thì câu lệnh đó nó sẽ mất 1 triệu phép tính. Và đây là một trong những cái câu lệnh làm chậm máy cực kỳ. Bởi vì các em tương tác giữa hai vùng nhớ với nhau, gắn vùng nhớ này bởi bằng vùng nhớ kia. Đó là điều không nên. Nó cũng giống như câu lệnh memset ấy, nó giống như cái thằng này. Mảng của mình chỉ có mỗi 5 phần tử mà ta memset lên tới 1 triệu phần tử thì đó là điều dư thừa. Ăn bao nhiêu ta dùng bấy nhiêu, đúng không? Ta đi ăn buffet ấy. ăn n món thì ta chọn từ 1 đến n ta gấp mỗi thế thôi. Vậy thì tới đây thì ta sẽ thu được đây sẽ lưu là cấu hình cuối cùng. Đấy. Bài này ta cần Z là kết quả của bài toán. Rồi. Vậy thì ở trong chương trình của mình thì ta sẽ thực hiện, ta sẽ khởi tạo Z là cái giá trị nhỏ nhất trong những cái thằng S kia. Vậy Z ban đầu khởi tạo bởi một giá trị vô cùng lớn. Ta khai báo nó là 1E9 hoặc là 2E9 cũng được, 3E9 cũng được. Tóm lại là một cái số vô cùng lớn. Mà sau đó ta sẽ thực hiện gọi thủ tục thử một là lần lượt sinh ra các cấu hình, ta tìm thằng Smax, cập nhật thằng S, sau đó tìm được thằng Smax rồi cập nhật với thằng Z. Sau khi cập nhật thằng Z xong, ta thu được Z là kết quả của bài toán, ta đưa thằng Z ra. Tới đây thì có các bạn bảo, thưa thầy, nếu bài này có nhiều cấu hình, em đưa một cấu hình khác mà cùng trọng số được hay không? Thì ta trả lời là được. Nhưng khi chấm ở trình chấm này, thầy chưa viết trình chấm ngoài, nên nó sẽ không phun điểm, nhưng nó vẫn có điểm. Yeah. Các bạn đưa ra một cách là được. Rồi. Ta làm tiếp là ta bây giờ ta có mảng D là nghiệm. Ta duyệt từ đầu mảng D đến cuối mảng D và ta xe thằng DI ra. Đây người ta đưa ra DI là chỉ là một cái mảng gồm có các phần tử cách nhau ra bởi một dấu cách. Rồi. Mảng D khai báo chưa nhỉ? Các bạn nốt mảng D đây. Đấy, nên các bạn thấy rằng cái việc thằng DeFi, cái thằng Nmax nhìn code chương trình của mình nó ngầu hơn nhiều. Các bạn này, tất nhiên ta phải DeFi những cái cần thiết thôi, chứ đừng DeFi local trong chương trình lại không dùng đến thì lại hơi buồn cười. Quên, chưa nhập dãy số. Bà con thông cảm. Khi nãy ta đang chạy test cũ. Đấy, với cấu hình này, đấy, trong chương trình chính ta còn chưa đọc mảng A. Sau khi nhập N xong thì ta phải nhập mảng A. Bài toán khi nãy của mình là bài ta xử lý bài toán gốc là bài toán liệt kê hoán vị. Lưu ý rằng đấy ta đưa ra được một cấu hình này. Để cập nhật luôn ở đây. Đấy. Và các bạn nhìn thấy rằng hai cấu hình này trọng số của nó đều là bằng 19. Nhưng mà cái thằng 17239 với thằng 39217 là hai thằng khác nhau hoàn toàn. Khi chấm thì chắc chắn test này sẽ bị bằng 0. Bài này ta sẽ phải sử dụng một cái trình chấm ngoài mình viết bằng tay, chạy bằng cơm. Thì sau đó mình nhúng vào phần mềm Themis thì nó sẽ check được cái cấu hình này có ra được trọng số như thế này hay không. Đấy. Và nếu có thì return 1 lại return 0. Khi mình mà return 1 thì thằng chỉ chấm ngoài của Themis nó sẽ trả về 1 điểm cho cái test đấy. Return 0 thì test đấy không bị không điểm. Đấy. Với bài này thầy sửa test lại như thế này nhé. Thì cái test này chính là cái cấu hoán vị cuối cùng với cái bộ với cái thằng này là hoán vị cuối cùng nhé. Ta thu được mà có thỏa mãn điều kiện nó là cái tốt nhất. Rồi, như vậy thì ta đã giải quyết xong cái bài toán này. Vậy thì trên đây là cái cách nha, format lại code cho nó đẹp. Các bạn các em lưu ý nhé, sau khi các bạn code xong rồi
Các em nháy nháy Captcha, chọn toàn bộ, nháy chuột phải, chọn format user style. Đấy, chương trình của mình đã đẹp thì bây giờ mình trở thành đẹp lộng lẫy. Thực tế đẹp lộng lẫy nó không đẹp lộng lẫy lắm đâu. Đấy, và nó dễ đọc. À, thầy rất thích và thiện cảm với những cái bạn code chương trình đẹp. Bởi vì khi chưa code cho các bạn ấy cảm giác sướng lắm, nhìn code mình có thể hiểu được ngay là bạn ấy làm cái gì. Một số bạn có thói quen căn lề trái, ôi giời ơi, mà nhìn code căn lề trái đúng không, đọc phải dùng 500 năm công lực thì mới giải quyết được. Cô Nhung có hỏi là muốn in ra tất cả các cấu hình thì ta sẽ thực hiện là đây. À, chờ một tí nhé, để ta PP code này xong. Như khi nãy có giới thiệu có cô Nhung ở phần sau, khi mà cái phần mà thầy về chúng ta học về cấu trúc dữ liệu đặc biệt ấy, thì có kết hợp giữa cấu trúc dữ liệu đặc biệt với phương pháp sinh. Hiện nay thì cái phương pháp sinh hay bài toán quay lui ấy, nó áp dụng được với mọi các loại lớp bài toán. Cái vấn đề là mình có ý tưởng để đưa ra bài toán mới hay không thôi. Ví dụ ta áp dụng phương pháp sinh dãy nhị phân đối với một bài toán duyệt đồ thị DFS chẳng hạn, thì nó sẽ ra một bài toán mới hoàn toàn. Ví dụ thầy cho một cái dãy, thầy cho một cái đồ thị gồm có m đỉnh n cạnh, ăn n đỉnh m cạnh. Sau đó thầy bây giờ thực hiện xóa đi một số cạnh. Sau đó bây giờ thầy hỏi bảo là thầy phải xóa nhiều nhất là được bao nhiêu cạnh thì thầy sẽ thu được. Nhiều nhất bao nhiêu cạnh thì thầy thu được đúng k vùng liên thông. Hoặc là thầy xóa nhất ít nhất bao nhiêu cạnh để thu được k vùng liên thông. Hoặc là thầy xóa đi nhiều nhất bao nhiêu đỉnh để sao cho vẫn tồn tại đường đi từ đỉnh S, bao nhiêu cạnh từ mà vẫn tồn tại đường đi từ đỉnh S đến đỉnh D. Đấy. Và như thế thì ta sẽ áp dụng phương pháp sinh để sinh ra các cạnh, cách chọn các cạnh, việc chọn cạnh nào xong thì ta sẽ xây dựng đồ thị với các cạnh đã chọn đấy. Sau đó ta mới bắt đầu DFS trên cái cạnh đã chọn. Thì mình sẽ thu được số vùng liên thông hoặc là đường đi từ S đến T. Thì với cái bài toán này cũng như thế. Với cái bài toán ta đang làm đây thì ta sẽ thay vì việc đấy, ngay chỗ này cô Nhung, khi ta phát hiện ra một thằng tốt hơn thì ta thực hiện lưu gắn red bằng s và thực hiện lưu cấu hình này lại. Thì khi đó chỗ này nếu mà sử dụng cấu trúc dữ liệu thì ta sẽ đẩy thằng red và cái thằng dci, tất cả các dãy ici vào thằng prio. Chuyện quan nhé, cái chữ priority queue này. Đây, ta sử dụng thằng này. Cái từ này mình gõ nó toàn đề xuất trong tab cái nó sai. Đây, ta đẩy nó vào priority queue với cái khóa là thằng Z. Đấy. Thì khi mình với khóa là thằng Z thì khi đó nó sẽ nổi lên trên. Yeah. Nó nổi lên trên thì những cái thằng tốt nhất nó sẽ nằm ở bên trên cùng với nhau. Vậy thì khi mà mình pop nó ra, mình lấy từng thằng ra, đến khi nào gặp một cái thằng mà khác cái thằng tốt nhất thì ta dừng lại, thì khi đó mình liệt kê được tất cả các cấu hình. Còn ở phần tới thì ta có thằng priority queue, hoặc là ta có thể tìm hiểu trước thằng priority queue. Cách đơn giản nhất để tìm về priority queue thì ta nên sử dụng ChatGPT là giới thiệu về priority queue trong C++ và một số hàm và thủ tục cơ bản trong priority queue. Thì khi đó nó sẽ có code mình để rồi hướng code cho mình dùng luôn. Bên cạnh đấy thì có rất nhiều các cái trang web giới thiệu về lập trình. Chỉ tiếc là mình cũng chưa viết một cái quyển sách nào đi sâu về cấu trúc dữ liệu của Priority View. Có khả năng đợt tới mình sẽ viết, thầy sẽ viết cái quyển này. Bởi vì cái ý tưởng của nó rất hay, dùng để lưu nghiệm. Và khi mình cứ put nghiệm vào thì thằng tốt nhất nó nổi lên trên. Đấy. Nhưng mà lưu ý nhé, khi put một thằng vào thì độ phức tạp của nó là mất độ cao, lốc của độ cao. Khi lấy một phần tử ra thì nó sẽ lấy từ trên top, lấy xuống. Nên nói chung với cái bài toán này, với việc thực hiện vừa for n và vừa put vào, thì độ phức tạp nói chung của thuật toán là mất n nhân lốc n. Trong đó lốc n là độ cao của
nhân lốc K, trong đó K là độ cao của cái tập nghiệm của mình. Đấy. Với khóa là red nhé. Thì đó là ý tưởng như thế thôi. Còn cài đặt của nó thì nó cũng không khó lắm. Thì hôm tới ta trong cái phần, thứ nhất là trong phần quy động ta dùng nó nhiều ở trong phần đấy. Bởi vì khi đi thi thì đa số các bài quy hoạch động mới các em không làm được. Bởi chính công thức quy hoạch động mà tác giả đã đề xuất, mà thường các bạn tìm được những cái công thức lân cận, hoặc các em sử dụng quay lui nhánh cận, hoặc là sử dụng áp dụng các loại phương pháp sinh để các em duyệt ra, tham lam ra tất cả các khả năng xảy ra. Còn công thức quy hoạch động với mỗi bài, nếu tôi không làm tới phần đấy ta sẽ nói tiếp, chứ nếu không thì hơi loãng tí. Nhưng nói chung là ta sẽ phải học theo hình thức là ta phải xây dựng được công thức quy hoạch động, chứ không đi học thuộc. Hiện nay thì thấy các bạn học sinh có khả năng thần thánh là khả năng học thuộc công thức quy hoạch động. Mà cái việc học thuộc công thức quy hoạch động nó không có ý nghĩa gì nếu mà đi thi các bạn gặp một bài mà bài đấy ta chưa nhìn thấy nó bao giờ. Một bài quy hoạch động chưa bao giờ. Thì chắc chắn ta sẽ không làm được. À, cái file code block nó gửi ở trong nhóm Zalo rồi, cô Nhung cô tải về và cài đặt phát code block và cài đè, thậm chí cần thiết gỡ 500 dùng 500 phần mềm, gỡ hết cái phần mềm code block cũ cài thằng này mới lên là chắc là sẽ chạy được thôi. Thầy vừa gửi tới các bạn là cái bài tổng hai số để chọn tổng cực đại của các cặp số cạnh nhau là nhỏ nhất. Tuy nhiên ở bài toán này thì có nhiều ý tưởng đề xuất. Trong đó có bạn học sinh đề xuất ra rằng là thưa thầy, để thu được cái giá trị nhỏ nhất, để tổng này nhỏ nhất, thì bài toán này em sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của dãy số và tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số. Sau đó em mang thằng giá trị lớn nhất này ném ra cuối dãy hoặc ra đầu dãy. Nếu em ném thằng lớn nhất ra đầu dãy thì cái thằng đứng cạnh thằng lớn nhất đấy thì em sẽ ghép luôn với thằng thứ hai là thằng giá trị nhỏ nhất của dãy số. Sau đó là các phần tử còn lại ngẫu nhiên. Thì khi đó cái tổng trọng số thu được sẽ là nhỏ nhất. Đấy. Nên ở đây các bạn nhìn thấy với cái ghép này nó cũng thu được là 19. Đây thằng lớn nhất là đứng ở lề trái. Với cái cách ghép này thằng lớn nhất nó đứng ở lề phải. Và lưu ý rằng thằng lớn nhất và nhỏ nhất nó luôn đi đôi với nhau. Nhá. Yeah. Vậy thì với cái ý tưởng như thế thì các em cũng hoàn toàn cài đặt được với độ phức tạp là ON. Giải thuật sinh hoán vị có độ phức tạp. Của giải thuật sinh hoán vị là O của N giai thừa. Cực kỳ kinh khủng. Các bạn nhớ nhé. Nó là O của N giai thừa. Xong đó trong đó thủ tục xử lý của mình mà dài sử dụng loằng ngoằng hơn nữa thì nó lại nhân tiếp với N đây nữa. Vậy thì nói chung là độ phức tạp chung của nó là O N giai thừa. Nó khá lớn. Giai thừa của N bằng tích các số tự nhiên từ 1 tới N. Nó khá lớn đấy. Nên khi chạy test và các em xin test nộp trên đường link Google mà mọi người nộp test ở đây thì các bạn nhớ nộp test bé bé thôi nhé. Chứ đừng nộp test to đùng cho N bằng 5.000. Các bạn xin hoán vị của 5.000 sinh xong thì chắc khi đó các bạn tốt nghiệp đại học xong rồi thì test nó mới chạy ra được kết quả. Các em hãy tích cực làm bài nhé. Bài này mọi người cũng đã tạo test ở trên này rồi. Thì các em nhớ bài này, bài là tu 5 đây. À, xăm tu đây. Xem xăm tu có mấy bạn nộp rồi. Đấy, xăm tu thì thấy các bạn khác nộp bài rất tích cực. Có bạn Vani này nộp tận 10 đấy. 10 test đây phải. Đấy. Bạn Tuấn 2 test. Bạn Trung 2 test. Bạn Sơn 2 test. Bạn Duy, bạn Bình. Đấy. Có các bạn ở các lớp khác cũng đang rất tích cực nộp test và thầy cũng mong ở lớp mình các em sẽ phải thường xuyên nộp test. Có Minh Chu, Dự, Huy, Chiến, Pháp, Minh, Luật, rồi Thuận, cô Nhung cũng rất tích cực nộp test nữa. Tại vì các bạn hãy tích cực là làm bài. Trước khi nộp bài lên server thì phải nhớ nộp test nhé. Mình phải có trách nhiệm nộp test. Bởi vì những bộ test này sau khi học xong chương trình này ấy, thầy gửi cho các em cái đang dạy các em là cái quyển sách thầy đang biên tập dưới dạng quyển này kèm theo bộ test.
để sau đó các em có cái tài liệu để ôn luyện nhé. Sau đó các em gửi tặng thầy cô dạy ở trên lớp để thầy cô có tài liệu để họ dạy các khóa sau. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Còn nếu mà chỗ nào nghe không hiểu, vào kênh YouTube của thầy Đặng Tuấn Thành để xem lại video. Đoạn vừa góc quảng cáo. Rồi, ta tiếp tục nhé. Vừa rồi thầy đã chụp ảnh gửi tới trong nhóm Zalo là cái bài này. Ở chỗ đoạn này có bạn nào chưa có hiểu ở chỗ nào, xin mời các bạn comment đặt câu hỏi để xem ta còn chỗ nào đang còn thắc mắc hoặc là có yêu cầu gì khác, các em comment giúp thầy. Cứ mạnh dạn lên nhé, thì ta học mục tiêu của ta là thầy cũng cố gắng chia sẻ nhiều nhất những cái gì mà thầy biết. Và cái quá trình chia sẻ cho với các em cũng là cái quá trình để hệ thống lại kiến thức. Và cái gì thầy không biết thì thầy sẽ học hỏi thêm. Ví dụ như hôm trước có bạn hỏi thầy là em học muốn học về toán học dày dạc nâng cao ở trong môn tin học. Thì thầy mới nhớ ra ngày xưa thầy đi học đại học thầy có học môn toán học dày dạc. Nhưng mà lúc đó mà nó liên quan tới lập trình thì học sinh giỏi nó rất ít. Thế là hôm rồi thầy đi công tác ở Hà Nội, thầy mua ngay được một quyển này. Đấy. Tên nó là Toán học dày dạc ứng dụng trong tin học. Thì trong này nó giới thiệu rất nhiều cái hay. Đây là quyển này của thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Đức Giáo. Người ta nói về đề quy, phương pháp đến, tổ hợp, chỉnh hợp, rồi các quan hệ, rồi các đồ thị, rồi đồ quan hệ tương đương, quan hệ ngược, logic mệnh đề, rồi logic vị từ. Logic vị từ chính là ở trong sau này học về trí tuệ nhân tạo ấy. Rồi các bài toán về đồ thị, lý thuyết đồ thị, chu trình Euler, ứng dụng của các loại cây, ngôn ngữ hình thức, automat hữu hạn. Đó là những cái thứ mà sau này các bạn học về IT các bạn sẽ học dùng đến nó. Nhưng ngày xưa thầy đi sinh viên thầy học cái này thầy không biết dùng để làm gì. Sau này bây giờ đến tận thời điểm bây giờ, tức là tốt nghiệp đại học ra gần được 17 năm rồi, thì mới biết là hóa ra ngày xưa mình được học những cái này mà những cái các thầy cô dạy mình thì bây giờ hóa ra trong cuộc sống nó có áp dụng. Đấy. Ví dụ như có cái ngôn ngữ hình thức chẳng hạn. Đấy. Rồi có automat hữu hạn, ngôn ngữ chuẩn đoán nhận dạng. Có rất nhiều thứ ở trong cái quyển toán học dày dạc. Nên sau này các bạn lên sinh viên thì các bạn sẽ được học cái này rất hay. Không phải thầy xem dạ. Thầy xem bài của number của em được không? Rồi về thầy ta xem bài number của Vũ Huy nhé. Trước đó thì thầy sẽ update lại cái mục lục. Sau đó thì xuất lại file PDF. Sau đó ta xem. Các bạn ở trong buổi tới thì thầy cho mình thầy xem ở trong cái bìa. Ở trong buổi tới thì thầy cho mình còn một buổi nữa để đi tiếp về phần số học. Do đó các cái bài tập ở phía dưới là toàn những bài tập hay thôi. Các em vẫn tiếp tục làm nhé. Còn nếu mà thầy cho mình có quỹ thời gian thì thầy cho mình sẽ chiến đấu làm hết được 30 bài tập về số học cơ bản và nâng cao này. Nó bao gồm có kết hợp giữa xử lý sâu, có thể kết hợp với quay lui, nhánh cận, kết hợp với quy hoạch động để làm những bài tập số học. Và số học nó không chỉ đơn giản là số học ước chung lớn nhất, bổ chung nhỏ nhất, ước số vân vân, mà nó còn rất nhiều thứ kỹ thuật lập trình ở trong đấy. Thường thì trong quá trình dạy lập trình thì thầy hay sử dụng chuyên đề số học này để dạy kỹ thuật lập trình cho các em học sinh. Và các em học sinh sau khi học kỹ thuật lập trình xong thì các em sẽ có khả năng giải quyết đa dạng các bài toán trên cơ sở làm những bài toán cơ bản này. Và chờ thì nó loát hơi lâu thì. Đấy. Ví dụ như đây có bài toán về một cái cây, rồi các cái bài tập về phía sau, nó rất nhiều các bài tập hay. Thì ở trong buổi học tới thì thầy cho mình sẽ cố gắng đánh càng nhiều càng tốt các cái bài tập này. Trước khi ta chuyển sang chủ đề kế tiếp là một chủ đề rất khoai, là chủ đề quy hoạch động. Trong chủ đề quy hoạch động mình cũng có 5 buổi thôi. Ta giải quyết những cái bài tập quy hoạch động cơ bản để sao cho các em biết cách xây dựng. Đấy. Biết cách xây dựng công thức quy hoạch động để giải quyết một bài toán.
Rồi bây giờ ta sẽ xem bài làm của quên thầy gửi cho các em file này trước. Không tí nữa thì tiến lù lù đã quên mất. Dạo này thầy già cả rồi. Lát nữa. À quên. Thầy lưu nó sang thư mục ở CD2 này. Bài làm 2. Bài làm 1 đông quá. Vừa rồi Vũ Huy có bảo xem bài của Vũ Huy. Ok, ta sẽ xem bài của Vũ Huy. Bài number của Vũ Huy nhé. Ta đang share screen rồi nhỉ. Rồi. Ta xem bài của Vũ Huy. Ban đầu ta thực hiện này. Ai giải và nha là quay trở lại này. Với bài number ta nhập của số bộ nguyên dương n và k, sau đó ta thực hiện đưa ra các CL n chia k, n chia k số cách thì CL là trừ 1, còn lại xử lý thằng n chia k. Win lại anh chàng này, trời ơi tôi đau tim quá. Sau đó ta thực hiện này, trời ơi thầy đã dặn bao nhiêu lần, tới 101 thần tuyệt đối không được cốt theo hàng ngang như thế này nhá, cốt theo hàng ngang này bị ăn trưởng đấy. Sau này các bạn đi thi tuyển dụng mà vào vị trí việc làm mà cốt theo hàng ngang này, họ cho các em trúng tuyển ngay một vị trí lương 70 củ đấy. À, lưu ý ta phải cốt rồi. Cốt thế này nó của tôi không? Đoạn này quay nhỉ? Thầy chưa hiểu được ý tưởng, từ từ thầy xem lại bài number phát nhé. Bài number với mỗi số nguyên dương n và k. Đấy. Đếm số cách phân tích n và chỉ thành các số có tổng chia hết cho k, chỉ bao gồm số k và số n. Rồi ok, ta quay trở lại bài toán nhé. Về đầu tiên một dạ. Để em giải thích cho này. À rồi. Để em giải thích là vui. Dạ, cái hàm là CL là chỉ coi là em tách thôi chứ không phải là cái gì. Rồi tóm lại thằng chỗ này thì mình xem rồi chứ, tức là mình tách ra. Tách thôi. Em thử ghi để em kiểm tra thôi. À ôi giời ơi. Tức là xem thừa kết quả đúng không? Rồi. Dạ. Tôi mệt quá. Bây giờ bắt đầu từ chỗ này đây đúng không? Dạ. Đầu rồi. Tiên là mình kiểm tra xem thử là nếu như mà n chia hết cho k hay không, nếu như mà nó không chia hết thì chứng tỏ là nó không thể tách ra được, là nó chắc chắn sẽ lãi một số rồi đó. Đúng rồi. Còn nếu như nó mà chia hết thì mình mới bắt đầu phân tích. Đầu tiên đó là mình sẽ tách ra là bắt đầu từ từ số 1. Mình lấy cái phần n chia cái trừ, mà cái này để quy giải thích hơi khó. Trong lẫn có bò. Khi mà mình dùng một số rồi thì cái thằng kia trừ đi, người ta tạm gọi là phần còn lại à? Dạ. Nó xảy ra một trường, những trường hợp như thế này là một số đơn, cái rồi một số số nhân cho 10, một số nhân cho 10 cộng với là số cái nữa. Ví dụ như là 69 với là 3 thì nó sẽ có trường hợp là 3, 30, 33. Đấy, ví dụ như chẳng hạn thế đúng không? Rồi. Giờ để số 3 ấy thì nó có thể là tiếp tục thành phân tích ra thành 3, 3 hoặc là 3, 30 hoặc là 3.
Có nghĩa bản bản thân cái số một, bản thân cái số đó bản thân nó đang là một số đẹp rồi thì ta lại tiếp tục phân tích nó thành các số kia rồi. Rồi. Đầu tiếp tục để quay tiếp. Cách lộn của anh hay điều gọi. Nói chung sau khi xem cô của Vũ Huy thầy thấy khả năng đề quy thần thánh được đấy. Đề quy xử lý đúng điện đà đạo. Thầy hiểu rồi. Đây ví dụ như cái số này của số U của thầy bằng 33 đúng không? Quan nhạc về cái thằng U nhân giờ này nhỏ hơn 10 thì chứng tỏ là cái số này không thể phân tích được nữa thì bỏ qua đúng không? Ví dụ như nó đưa về số 3 chẳng hạn đúng không? Về về khi phân tích trở về số 3 thì nó đã ấy rồi. Nhưng nếu mà số 33 thì phần thì mình có thể đưa ra được dưới dạng là 30, còn sau đó ta lấy 30 trừ đi 3 thì nó sẽ là còn một bên là 30 và một bên là 3. Đây là ý tưởng như thế phải không nhỉ? Dạ, ví dụ R là bằng 3 ấy, thì ở ở phần phía trên ấy, thì nó sẽ có một cái từ thêm cái R nó vào rồi. À đây Thêm cái R vào rồi. Và nếu như xuống cái phần xử lý phía dưới ấy, thì nhân cho 10 ấy, thì R nó có thể là bằng 30 hoặc là bằng 33 nữa. Ừ rồi, thế đây hình dung rồi. Như vậy thì cái việc thằng putback giờ này bằng cái đoạn quay lui từ, từ từ ngay chỗ đoạn này thì ngay bản thân thằng cái vector v này nó sẽ chứa đi tất cả các cái ta tạm gọi là ví dụ như bắt đầu số của em là sẽ là số 69 trừ 3 thì em sẽ put put thằng 3 vào, sau đó còn lại thằng là 66 đúng không, sau thằng 66 em lại tiếp tục trừ 3, sau đó lại còn thằng là vân vân mây mây, tóm lại là trong cái quá trình mình trừ như vậy thì mình sẽ thu được một vector v chứa tất cả các cái khả năng chứa tất cả các cái số mà bao gồm từ từ số 3 này, như thầy như đoạn này thầy đọc đại loại nôm na ra là trong đoạn vector nhiều v với, cũng, nhiều vector v này. Tóm lại cứ với mỗi vector v thì mình sẽ thu được một cái như thế đúng không? Dạ. Đại loại thế. Nếu r phần trăm chia hết cho 10 thì chỉ chứng tỏ rằng cái số này là ví dụ như số 30 chẳng hạn. Thì ta sẽ thực hiện xử lý nó là ví dụ như là số 33. Và số 60 cái số 6 69 dạ. Trường hợp này với thằng này là thằng số tại thêm có nhá, tại thời điểm này thằng r nó đang bằng mấy nhỉ? số 30 thì à, ở đây đây là số 30 thôi thì ừ. Nó mới càng thêm một được, còn nếu ví dụ như là số 3 thì càng thêm một sẽ ra bốn, càng càng một ở đây là bởi vì sao u của em mới là bằng n chia k thôi. U à, u à tại thời điểm này u bằng n chia k, u bằng n chia k đây là trong trường hợp là ví dụ như là số u là như vậy số lần nhân với cái số đẹp kia nhân lên đúng không? Ừ dạ. Rồi à hiểu, như vậy u đây là số lần. Như vậy thì kiểu nó giống như là thầy có số 12 với k bằng 3 thì khi đó u của thầy sẽ bằng 4 đúng không? Dạ đúng thầy. À ừ thầy đã hình dung được rồi. Như vậy cái code này mà cả nhà mình cùng tham khảo là nó nói chung cũng thấy ý tưởng là của Vũ Huy cài đặt hay đấy, quá chỉ là lợi hại. À nhưng mà đã chấm chấm điểm được chưa đấy? Nó bị xử lý ráng thành công đi luôn rồi thôi, tôi không biết nữa. À tí em thử chạy lại với các cái test có thể là do em quay xóa cái n chỉ coi tí nữa quên xóa xóa thằng n chữ k này, n chữ k là rồi. Đấy, ý tưởng của em có một cái nhận xét khá thú vị đấy. Ví dụ như là số 10 không thể phân tích số 10 thành tổng các số chia tổng các số mà bao gồm chỉ có dạng số 0 và số 3 được đúng không? Bởi vì bản thân thằng 10 không chia hết cho 3 đúng không?
thì mình xem đôi trừ một đỡ phải mất công tính toán làm gì cho nó mệt nhỉ. Ý tưởng hay đấy, cái nhận xét khá. Ví như số 2, bây giờ cho số 25, hãy phân tích tất cả các số, phân tích số 25 thành tổng các số tự nhiên chỉ bao gồm số 0 và số 4 chẳng hạn. Thì chắc chắn là không được, bởi vì bản thân thằng 25 nó không chia hết cho 4 thì mình không thể tổng của nó, bởi vì ta có tính chất cộng đồng dư mà. A cộng B chia dư cho C thì bằng A chia dư cho C cộng B chia dư cho C, tất cả chia dư cho C. Vậy thì từng thành phần nó mà có chia dư hết được thì nó mới phân tích được, đúng không? Còn nếu không ngay từ ban đầu thì nó cũng không phân tích, không chia hết được, thì tất cả các cách phân tích còn lại nó cũng không chia hết được. Thì cái nhận xét đấy nó rút ra được cái này, ý tưởng hay đấy. Rồi cô Vũ Huy cố gắng cài đặt cái này, cài đặt thành công cái này xong để thầy thử dùng cái này để sinh test ra xem so sánh giữa hai cái code theo cách của thầy đang làm bằng phương pháp sinh hoán vị với cái cách của phương pháp quay lưu phân tích số với cái cách của em, là nó có chạm nhau về các cái test hay không nhé. Hy vọng là rồi như vậy thì hôm nay thầy trò mình cũng làm việc cũng khá dài rồi. Tới thời điểm này thì thầy đã gửi tới các bạn là cái quyển sách đã cập nhật cái lời giải của các cái bài tập. Nhiệm vụ của các bạn về nhà là hiện nay thì trên bảng danh thì thầy nhìn thấy còn một số bạn chưa nộp các bài từ bài 1 cho đến bài 13. Hình như các bạn mạnh dạn là đến bài 14 lên luôn đi. Thì các em hãy tích cực làm các cái bài tập file thầy đã hướng dẫn rồi, thì các em ngồi cài đặt viết lại chương trình. Chỗ nào chưa hiểu hoặc là thì các em comment hỏi thầy trong nhóm hoặc là nhắn tin riêng. Đấy, từ bài 1, bài 2, bài 3. Lưu ý bài dễ các em cũng phải làm nhé. Code cho nó quen tay, code thường xuyên. Dân IT mình giỏi được đó là do mình sử dụng, mình code thường xuyên, tương tác nhiều. Thì nó tạo thành thói quen, tạo thành phản xạ, kỹ thuật lập trình. Đấy. Nên tới thời điểm này ta có 13 bài thì thầy mong muốn là có Sơn này, Chu ở dự này. Có Vũ Huy nộp đầy như đủ rồi này, Chiến này, Phát này. Đấy, có Minh này, có Minh cũng thấy nộp được nhiều này. Thuận nộp nhiều, cô Nhục nộp nhiều, Luật cũng đấy. Thì mọi người hãy cố gắng nộp cho đủ 13 bài. Các bài nào nộp bằng tài khoản cũ thì các bạn cũng lấy nộp lại nhé. Để trên bảng danh để thầy nhìn thấy được. Đấy. Đấy, trên ta có thể xem bảng danh không cần đăng nhập cũng được. Để kéo ra, hôm trước có thầy giáo góp ý là nên để bảng danh bên ngoài để ai vào cũng không cần đăng nhập cũng nhìn thấy được bảng danh. Như vậy bằng danh lại chuẩn bị sắp bay màu hay sao thế, lát thế. Đấy thì thầy rằng cái đoạn cuối này này, đấy thầy thấy các bạn nộp rất tích cực rồi. Thì mọi người hãy cố gắng nhé. Các bạn nào chưa có tên trong hoặc đang nộp bằng tài khoản cũ thì các em nộp lại bài để cho nó nổi đấy trên bảng danh nhé. Để ta cố gắng cái lớp KNC của ta, KNC2 ta phải nổi lên trên so với các cái lớp khác. Các lớp khác thì thầy cũng giao bài tập này cho các nhóm học mà mọi người làm cũng rất tích cực. Đấy. Và thầy tin chắc rằng là với tích cực cần làm bài và nộp test, nhớ nhé, làm bài và nộp test và nộp bài chấm, đó là cái việc mà các bạn thường xuyên phải làm. Rồi hôm nay cũng muộn rồi, đã 10:28 rồi, ta học hơi muộn rồi. Thầy chúc các bạn làm bài từ 1 đến bài 13 thật tốt. Đến buổi học kế tiếp thì các bạn sẽ phải hoàn thành được từ bài 1 đến bài 13 nộp lên server nhé. Các bạn tham khảo lời giải ở trong này để các tự học, tự cài đặt. Rồi, thầy chào các em, thầy chào cô Nhung, thầy chào các bạn nhé. Chúc mọi người học tốt. Sáng mai các em xem video bài giảng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy. Bạn nào chưa đăng ký kênh của thầy, nhớ đăng ký cật lực giúp thầy. Góc quảng cáo của thầy. Đây, thầy chào cả nhà. Chào cô Nhung, chào các bạn. Thầy chào các bạn.